Kính thưa đại chúng, câu hỏi từ YouTuber Gia Phạm. Kính bạch Thầy, con xin hỏi là vì sao phải cúng rằm tháng 7 trước ngày 15 âm lịch ạ? Nếu đến ngày 15 con mới cúng thì có làm sao không ạ? Nếu không được thì con nên cúng vào ngày nào là tốt ạ? Con xin cảm ơn Thầy. Bạn Gia Phạm này, bạn hỏi về việc cúng rằm tháng 7 đây. Thế thì trước hết Thầy xin chia sẻ với bạn Gia Phạm và đại chúng thế này. Cái xuất xứ của việc cúng rằm tháng 7 ở Việt Nam ta, nó là từ đâu? Nhất là ở miền Bắc ta. Nó chính là bắt đầu từ cái câu chuyện ở trong Kinh Vu Lan Bồn của Phật giáo Bắc Tông. Nghe không? Câu chuyện này nói về Ngài Mục Kiều Liên là đệ tử thần thông bậc nhất của Phật, cứu mẹ mình là bà Thanh Đề. Bà Thanh Đề tuy là một gia đình giàu có, một cái gia sản rất lớn, có Mục Kiều Liên là con trai duy nhất đi xuất gia. Bà ở nhà thì bà không kính tín Tam Bảo gì cả, không kính tín Tam Bảo, phỉ báng Tam Bảo. Cho nên sau khi chết, bà ấy đọa vào địa ngục rồi lại sinh lên làm ngã quỷ. Đó, lên làm ngã quỷ và quỷ đói. Thế thì Mục Kiều Liên khi mà đắc thần thông mới dùng thần thông tìm xem mẹ mình chết thì mẹ mình sinh về đâu. Tìm hết trên cõi trời không thấy mẹ, tìm trong cõi người không thấy mẹ. Nhìn xuống ngã quỷ thì thấy mẹ đang làm một ngã quỷ, đang đói khát khổ sở. Thế Mục Kiều Liên mới mang bình bát của mình đi khất thực một bát cơm đầy và về mang đến cho mẹ để mẹ ăn. Thế khi dâng bát cơm cho mẹ thì bà mẹ cái tính tham lam ích kỷ nó vẫn hiện ra. Thế là bà một tay bà bốc cơm ăn, còn một tay bà che bát cơm lại, không để cho các cái ngã quỷ xung quanh nhìn thấy cái lòng tham mà. Thế thì khi bà vừa làm như vậy thì cả cái bát cơm biến thành than hồng, bà không thể ăn được nữa. Và Mục Kiều Liên mặc dù thần thông bậc nhất cũng không thể giúp cho mẹ ăn được, cái bát vẫn biến thành than hồng. Thì Mục Kiều Liên buồn quá mới về bạch Phật, làm sao để con cứu được mẹ đây? Thì Đức Phật mới dạy Mục Kiều Liên là đến ngày rằm tháng 7 chư tăng tự tứ đấy tụ hội về, thế ông hãy làm cái lễ cúng dường trai tăng vào cái ngày rằm tháng 7, ngày tự tứ của chúng tăng sau 3 tháng an cư. Thì cái phước đức, cái công đức cúng dường chúng tăng ngày ấy có thể giúp cho mẹ ông được siêu sinh và nhiều vong linh khác được siêu sinh. Và Mục Kiều Liên đã thực hiện lời Phật dạy đúng như vậy, để đem cả gia tài của nhà bán đi, xong rồi là dùng cái tịnh tài để thiết lễ trai tăng cúng dường Phật và chúng tăng. Và trong cái ngày hôm ấy thì bà Thanh Đề được sinh về cõi trời, và rất nhiều các vong linh cũng ngày hôm ấy được sinh về cõi trời theo bà đó. Thì chính vì đấy mà nó mới sinh ra cái lễ rằm tháng 7. Một cái nguyên nhân nữa, một cái nhân duyên nữa, đó là theo cái lịch sử Phật giáo của chúng ta, truyền thống Phật giáo, thì chư tăng thì năm nào cũng có 3 cái tháng gọi là an cư kiết hạ. Bây giờ đây này, hiện nay là tăng chúng chúng ta đang an cư kiết hạ. Mọi năm các thầy phải ra chùa Trình tỉnh hội an cư, nhưng năm nay thì do dịch cho nên chúng ta được an cư tại chùa, tại chỗ. Thế thì tất cả tăng chúng trong 3 tháng an cư này là ở các nơi tụ tập về một chỗ để an cư cấm túc. Mỗi địa phương có một chỗ, mỗi tỉnh, mỗi huyện có một chỗ đấy, thường là thế, để tu tập. Và trong 3 tháng này chư tăng không có đi lại nhiều, ở yên chỗ. Phật tử sẽ mang đồ đến cúng dường đó, và chư tăng thì gọi là thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức trong 3 tháng này, gần nhau để sách tấn nhau, rồi học hỏi kinh kệ từ nhau và chia sẻ kinh nghiệm tu tập với nhau. Cho nên 3 cái tháng này cũng rất là quý. Nhà Phật thì mới chọn 3 tháng này để lấy làm tuổi cho chúng tăng. Ai có đi an cư thì mới được tính một tuổi, thêm một tuổi, tuổi tu, gọi tuổi hạ. Và 3 tháng này là chư tăng tu hành tinh tấn, cho nên công đức của chúng tăng an cư rất là lớn. Đó, và nếu ai cúng dường vào trong 3 cái tháng an cư này đều được cái phước báo lớn cả. Đó, nhé. Thế và đặc biệt, cái ngày tự tứ của chúng tăng là ngày cuối cùng của mùa an cư, thì tất cả chư tăng đều soi sáng cho nhau, thỉnh nguyện nhau, chỉ lỗi cho nhau. Cho nên ngày này gọi là ngày chư tăng tự tứ và chư Phật hoan hỷ. Ngày ấy chư tăng làm cho nhau được sạch sẽ, cho nên Phật hoan hỷ. Và khi Đức Phật đã hoan hỷ thì Pháp giới này hoan hỷ. Tất nhiên Đức Phật thì lúc nào cũng hoan hỷ, nhưng mà ý đây nói Đức Phật thì mong muốn cho chư tăng tu hành tinh tấn,
Cho nên khi chư tăng tu hành tinh tấn thì Ngài vui, nói là Ngài vui chứ thực ra thì tâm Ngài cũng không có động, nghe không? Khi mà thấy chư tăng tinh tấn thì gọi là Ngài vui chứ thực ra thì tâm Ngài có động đâu. Nhưng mà khi Phật vui thì pháp giới này vui. Pháp giới này vui cho nên là ở dưới địa ngục các vua Diêm La cũng vui. Các vua Diêm La vui thì cho nên là ân xá cho các vong linh ở trong địa ngục. Nghe không? Ân xá. Nên thì ai tội nhẹ thì cho hết tội, ai tội nặng thì giảm tội. Nghe không? Hết tội được cho đi tái sinh chuyển kiếp. Đó, gọi là ngày ân xá. Đấy, cho nên đấy có cái từ đó sinh ra cái ngày gọi là xá tội vong nhân. Cũng giống như là gì? Giống như là trần gian chúng ta đấy. Những cái ngày vui vẻ của quốc gia thì nhà nước hay tổ chức ân xá, chủ tịch nước hay đặc xá, nghe không? Đấy. Quốc hội thì gọi là đại xá, còn chủ tịch nước là đặc xá. Ví dụ như ngày quốc khánh hay là ngày giải phóng, ngày thống nhất đất nước, là chủ tịch nước hay đặc xá cho các tù nhân ở trong tù, nghe không? Đấy. Có thể là từ trung thân thì xuống có thời hạn nhất định thôi, hoặc là thả cho ra khỏi tù, đấy, đặc xá. Thế còn quốc hội, cái tầm của quốc hội là đại xá, là cho những hết tội luôn, nghe không? Xóa cả án tích luôn. Đấy, đấy là những cái của trần gian. Thì thường trong những ngày vui thì có được cái sự kiện này. Thế thì ở đây khi mà chư tăng tinh tấn tu tập mười phương chư Phật hoan hỷ thì pháp giới vui vẻ. Pháp giới vui vẻ cho nên là Diêm La Vương, các vua Diêm Vương cũng vui vẻ hoan hỷ, cho nên là ân xá cho tù nhân trong địa ngục. Và các vong linh là được hết tội, được tha tội. Vâng, đấy gọi là ngày xá tội vong nhân. Đại chúng rõ chưa? Hiểu cái ý nghĩa tại sao lại ngày xá tội vong nhân? Cái ngày xá tội vong nhân là ngày chư tăng tinh tấn tu tập hoan hỷ, tu tập thanh tịnh mà chư Phật hoan hỷ. Cho đến ngày ấy vong nhân được xá tội. Như vậy ở đâu mà cứ chư tăng tinh tấn tu tập thanh tịnh, hoan hỷ tu tập thì ngày ấy đều có thể là ngày xá tội hết. Đó, chư Phật hoan hỷ. Chứ không nhất thiết là cứ phải ngày rằm tháng 7. Nghe không? Thế thì tăng chúng thì chúng ta biết là hiện nay Việt Nam chúng ta thì có chư tăng Bắc Tông, Nam Tông, rồi Khất Sĩ, mấy hệ phái cơ đấy. Thế nhưng mà ở đây Thầy nói hai phái lớn là Bắc Tông, Nam Tông. Chư tăng Bắc Tông thì thường an cư tính từ ngày 16 tháng 4 cho đến hết rằm tháng 7 là 3 tháng. Đây gọi là tiền an cư trước. Thế còn hậu an cư là từ 16 tháng 5 cho đến rằm tháng 8. Của chư tăng Bắc Tông gọi là hậu an cư, chậm một tháng. Những chư tăng ở cái vùng mà làm nông nghiệp á, thì các thầy thường hay đợi thu hoạch mùa màng xong mới an cư. Ở những vùng quê chư tăng vẫn còn phải cấy cày thì thường là hậu an cư, vì gặt hái xong thì mới an cư được. Cho nên gọi hay hậu an cư là từ rằm tháng 5 cho đến 16 tháng 8. Thế còn như ở thành phố thì các thầy thường an cư trước là từ 16 tháng 4 cho đến rằm tháng 7 là xong. Thân chư tăng của Phật giáo Nam Tông thì người ta lại an cư muộn hơn nữa. Nếu tiền an cư của chư tăng Phật giáo Nam Tông là từ ngày 16 tháng 6 cho đến rằm tháng 9. Đấy, đấy là tiền an cư. Còn hậu an cư thì là từ 16 tháng 7 cho đến rằm tháng 10. Đó, khác nhau. Nhưng mà nhìn chung là trong cái tháng 7 này thì Nam Tông và Bắc Tông gì cũng đều an cư hết ấy. Trong cái tháng 7 âm lịch này, nó đều có an cư hết, cả Nam Tông lẫn Bắc Tông. Hậu hay tiền an cư đều trùng vào cái tháng 7 hết. Thế cho nên cúng lễ cho gia tiên vào trong cái tháng 7 đều là ích cả. Vì đều là cái tháng có chư tăng an cư ở Việt Nam này. Bắc Tông, Nam Tông, rồi Khất Sĩ đều an cư trong cái tháng này hết. Thế cho nên nếu cúng thì nó đều sinh ra cái phước báo tốt. Nhá. Thế vậy thì ở đây Thầy nói là chúng ta đã hiểu cái lý do mà có cái ngày rằm tháng 7 là từ trong kinh Vu Lan của Phật giáo Bắc Tông. Và thứ nữa là từ cái truyền thống an cư kiết hạ của chư tăng từ thời Đức Phật đến giờ. Cho nên cái tháng 7 là cái tháng mà tất cả tăng chúng ở trong nước Việt Nam này đều an cư hết á. Hầu hết là an cư. Dù truyền thống hệ phái nào đều an cư cả. Thế cho nên có cái tục cúng ở vào tháng 7. Và chúng ta hiểu được thế nào gọi là cái ngày xá tội vong nhân. Và cũng do xá tội vong nhân này mà nó sinh ra cái gọi là cái tháng cô hồn. Vì nhiều người hiểu lầm là do có xá tội vong nhân
Cho nên là các vua Diêm Vương thả cho tội nhân là đi lên trần, đi lang thang ở trên trần này. Các vong hồn đi lang thang trên trần mới gọi là tháng cô hồn là vậy đấy. Tháng 7 là tháng cô hồn. Nhưng thực tế nó không phải vậy, đại chúng hiểu không? Ví dụ nhà nước mà có ân xá cho tù nhân thì cũng đâu phải ân xá là cho các tội nhân ở trong tù đi ra ngoài đường phố đi nghênh ngang chơi bời đâu. Phải không? Mà chỉ là giảm tội hoặc là tha tội thôi, tha tội cho họ về nhà. Chứ không phải là mở cửa ngục ra cho họ đi chơi lang thang xong mấy hôm nó lại nhốt vào, không phải thế. Ở dưới âm phủ cũng thế, Diêm phủ cũng thế. Xá tội, người này hết tội là được chuyển kiếp tái sinh hoặc là từ tội nặng trở thành tội nhẹ. Đấy là xá tội. Chứ không phải là cho các vong nhân đi lên trần được đi gọi là chơi thả ga ở trên trần, không phải. Các vong linh đi lang thang cho người ta cứ bảo tháng 7 mà đi đâu buổi tối muộn muộn là sẽ gặp vong hồn này khác, cái đó không phải đâu. Không đúng, cái đấy là hiểu rất sai lầm. Nhá. Cái chữ xá tội là như thế kia, là giảm tội trong địa ngục hay là cho hết tội là chuyển kiếp tái sinh, chứ không phải cho anh đi lang thang, không phải. Nên cho nên chúng ta hiểu tại sao lại gọi là tháng cô hồn, vì người dân gian hiểu sai, mình nghĩ là như vậy. Nhá. Chúng ta hiểu được ngày xá tội vong nhân rồi, hiểu được cái ý nghĩa của ngày rằm tháng 7 là do từ câu chuyện ngày Mục Kiều Liên bạch Phật cứu mẹ. Nghe không? Vậy thì qua cái việc này chúng ta thấy rằng tháng 7 là tháng tất cả chư tăng Bắc Tông, Nam Tông, khất sĩ gì đều an cư hết. Cho nên cái tháng chư tăng an cư, các ngài tinh tấn tu hành, trau dồi giới đức. Cho nên nếu chúng ta thiết lập đàn lễ cúng dường đến chúng tăng để hồi hướng cầu siêu cho vong linh gia tiên tiền tổ hay cho những người đã mất, cho các cô hồn ngã quỷ đều lợi ích cả. Khi nào mà người tu tinh tấn tu hành, chúng ta cúng dường thì phúc quả nó đều lớn hết đó. Đó. Vậy nên theo quan điểm của Thầy, và Thầy nghĩ rằng đối với Phật giáo đều có quan điểm như thế này, không nhất thiết phải cúng đúng vào ngày rằm tháng 7. Nghe không? Tại vì chư Tăng á, mỗi truyền thống tự tứ một ngày khác nhau. Có khi là vào rằm tháng 8 mới tự tứ, có khi lại rằm tháng 10. Phải không? Thế cho nên là không nhất thiết là phải ngày rằm tháng 7. Nhớ. Và chúng ta có thể cúng trước ngày rằm hay cúng sau ngày rằm tháng 7 cũng được, đều trong tháng 7. Miễn là chúng ta tìm đến chú xứ của chúng tăng có an cư, có tu tập, tinh tấn mà cúng dường thì đều sinh ra phước báo lớn cho gia đình mình, cho thân nhân quá vãng của mình. Đó. Chứ không phải đợi là đúng rằm tháng 7 mới được cúng, hay là phải cúng trước như một số người. Một số người bảo phải cúng trước rằm tháng 7 vì các vong linh là họ được thả ra từ mùng 2. Từ mùng 2 tháng 7 là cửa ngục mở cho các vong linh đi lên trần chơi. Thế mà các vong linh lang thang, đói khát cứ đợi mãi mình không cúng thì họ khổ. Thế và ngày rằm thì nhiều vong linh quá, đông quá thì sợ gia tiên nhà mình lại không tranh nhau kịp, phải không? À, không tranh kịp với các vong hồn khác, nó vào nó cướp hết đồ ăn. Thế cho nên thôi cúng trước đi, đừng cúng vào ngày rằm. Đấy, một số cái quan điểm nó rất sai lầm. Thế rồi họ lại nghĩ là chỉ vong linh được thả đến rằm thôi là phải bắt về. Cho nên không cúng nhanh thì vong linh chưa kịp hưởng đã bị bắt về âm phủ rồi. Đấy, đại chúng thấy rất nhiều quan niệm sai lầm, nghe không? Rất là sai. Nhá, cho nên đối với chúng ta thì thực sự thì cúng cái tháng 7 là cái tháng mà hầu hết chư tăng các hệ phái đều an cư cả, thì đều tốt, không nhất thiết phải cúng vào đúng ngày rằm. Trong tháng 7 là được rồi. Nhá. Và chẳng phải là trong tháng 7 mà cái tháng nào tăng chúng an cư đều tốt, và cũng chẳng phải cái tháng an cư mà cứ cúng dường đúng đến chúng tăng tu hành thanh tịnh tinh tấn đều lợi ích cả. Đó, thế cho nên có bài kinh hôm trước mà Thầy giảng rồi, Đức Phật có dạy thế này. Trong bài kinh mà chuyện hình nhân bằng bột đấy, Đức Phật dạy nếu mà chúng ta đối với người đã quá vãng ấy, nếu chỉ kêu khóc hoặc sầu bi, thương tiếc, than van chẳng ích gì, không lợi gì cho người quá cố khi thân nhân giữ thói lề kia, bảo khóc lóc kêu than, rồi là cúng lễ đến quỷ thần này khác mà không có ích lợi, mà chỉ bằng là gì? Xong lễ vật này được cúng dâng, khéo đem an trú ở chư tăng, quả này hiện tại và sau nữa lợi lạc lâu dài với cổ nhân. Nếu chúng ta lập đàn lễ hay phát nguyện cúng dường gửi đến chúng tăng, an trú ở chư tăng, thì chắc chắn cái quả phúc này phát sinh đến người đã mất rất lợi ích, không những hiện tại và cả mai sau nữa, đúng không? Lợi lạc lâu dài với cổ nhân mà, trong kinh Đức Phật dạy rõ nhé. Cho nên vậy thì với câu hỏi của bạn này, Thầy chốt lại là gì? Đối với cúng trong tháng 7,
không nhất thiết phải cúng vào rằm tháng 7. Cúng vào rằm cũng được, cúng trước cũng được và cúng sau cũng được, không có vấn đề gì. Miễn là tốt nhất ấy, là vật cúng ấy mình dâng cúng đến tăng chúng, tìm chỗ nào có tăng chúng tu hành, thanh tịnh, tinh tấn mà cúng dường thì phước báo ấy đều lớn. Nghe không? Cho nên chúng ta cúng ở nhà thì cũng được, cúng ở tại gia tiên nhà mình cũng được, nhưng mà phước báo ấy nó nhỏ, nghe không? Rất nhỏ, có thể vong linh về chỉ được hưởng một bữa cơm ấy thôi, bớt đói, bớt khổ một bữa ấy, mà sau đó vẫn khổ lâu dài. Nhưng nếu cái vật phẩm cúng dường ấy được an trú cúng dường đến chúng tăng thì phước báo ấy lâu dài cho vong linh. Nghe không? Đại chúng rõ chưa? Nha. Bạch Thầy, con nghe nhiều người nói muối có thể trừ tà ma, mang lại may mắn cho gia đình. Con thấy trên mạng có hướng dẫn cách sử dụng muối để hóa giải âm khí, vận xui trong kinh doanh buôn bán. Có phải chính vì vậy nên đầu năm mới thường mua muối phải không ạ? Nếu muối giải được vận xui thì con nên sử dụng thế nào cho đúng ạ? Con xin cảm ơn Thầy ạ. Con xin thỉnh câu chỉ dạy của sư phụ ạ. Bạn Đỗ Thanh có gửi câu hỏi về cho Thầy về cái việc mua muối đầu năm và sử dụng muối để giải xui trong kinh doanh. Thế thì cái câu chuyện về những hạt muối này nó ra làm sao thì Thầy cũng xin chia sẻ với bạn Đỗ Thanh và với đại chúng và các quý Phật tử như thế này. Trước hết ý, thì Thầy nói về cái tập tục của người dân Việt Nam chúng ta về đầu năm đối với này hạt muối. Quả thật thì dân ta có cái câu là đầu năm mua muối, cuối năm thì mua vôi. Đây là một cái tập tục mà có từ xa xưa rồi. Chính nhà Thầy hồi bé cũng thế. Ở quê ấy, đúng là ngay là ngày mùng 1 đã cũng có những người ta đi, người ta chở thúng muối, người ta đi bán rồi. Và nhà thì cũng ra mua, và không phải mua nhiều, mua lên 1-2 cân muối thôi. Đấy, thế thì cái đấy là một cái rất là thực tế. Nó cũng chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng mà mọi người mua bát muối về thì cảm thấy rất là vui, rất là hoan hỉ. Đó. Thế và cái việc bán muối là có chi người ta bán ngay từ mùng 1 Tết đến mùng 2, mùng 3 Tết. Đó. Chứ không phải là chỉ có bán riêng ngày mùng 1 đâu. Thế và cái việc mà mọi người mà mua muối ấy, nó trở thành một cái tập tục rồi. Đầu năm thì nhà nào cũng thích mua muối. Nếu có người bán muối là ra mua, không nhiều thì ít, cũng mua lấy một gói vào. Vậy thì ở đây ấy, bạn Đỗ Thanh, bạn ấy thắc mắc là quả thật là muối có giải được cái xui hay không? Có giải được những cái vận hạn hay không mà dân mình lại sinh ra cái quan niệm là đầu năm mua muối vào, hay rồi lại cuối năm mua vôi? Thế thì cái này nó là thế nào? Cái câu thành ngữ này nó có vấn đề gì không? Nó có sự thật hay không? Thầy xin chia sẻ về cái quan niệm của người dân mình. Thế thì đại chúng biết đây là muối đối với cuộc sống của chúng ta nó cũng rất là quan trọng. Những người dân ở vùng núi họ thiếu muối, họ mắc những cái bệnh biếu cổ, hoặc là những cái bệnh liên quan đến việc thiếu muối. Cho nên là dân ở trên vùng núi họ phải đốt lá chanh để mà họ lấy cái chất mặn. Vì ở vùng núi thì muối nhiều khi không cung cấp lên đủ, họ sống ở thiếu muối, cho nên cái người dân vùng núi họ mắc cái bệnh bagado rất nhiều. Cho nên muối thực sự nó cũng rất quan trọng trong cái sự sống của chúng ta. Cho nên người dân mình thì họ quý muối lắm, chỉ cần có gạo với muối là sống được rồi. Đó, thế cho nên tại sao mà chúng ta thấy trong những cái đàn lễ đấy, thường bao giờ cũng có một đĩa gạo và một bát muối. Đó, là như thế. Là có gạo là có cơm ăn, cơm ăn có tí muối là có gia vị rồi, là ăn được rồi, là sống được rồi. Đấy, vì quả thật thì muối nó cũng là một cái thành phần rất là quan trọng trong cơ thể của chúng ta. Đấy, nếu mà thiếu muối thì nó cũng sinh ra một loạt các cái bệnh. Thế và chỉ những cái người dân ở vùng biển ấy thì họ rất là dồi dào về muối, còn những người dân ở trong vùng sâu trong này là hiếm muối, cho nên muối nó quý lắm. Ngày xưa Thầy nhớ ở nhà bao giờ cũng phải có một cái chum muối. Bà đi chợ mua hàng mấy chục cân muối về đổ vào trong chum ấy, để còn muối cà, muối dưa, rồi muối cua, muối cay đó. Nên cái phải nói là muối nó là một cái gia vị rất là thiết yếu trong cái cuộc sống hàng ngày. Thế bên cạnh đó thì muối nó cũng có những cái tác dụng quả thật là sát khuẩn.
Đấy, có những cái phải rửa bằng nước muối. Đó thì chúng ta thấy là muối nó có những cái công dụng rất là quý báu đối với cái sự sống, đối với đời sống của con người chúng ta. Thế cho nên là vì muối nó gắn bó như vậy cho nên dân mình rất là quý muối. Thế cho nên người ta mới đầu năm á, thì người ta nghĩ đến cái chuyện là mua tí muối, vì muối nó mặn mà nó gọi là nó nồng thắm. Đấy, thế cho nên là mua muối là họ nghĩ là đem được cái gì đấy nó mặn mà đằm thắm cho gia đình, tình cảm của vợ chồng rồi gia đình cha con, mọi cái nó được đằm thắm mặn mà, thì đấy là hạt muối. Thế rồi cũng có khi họ quan niệm là ngày xưa mà muốn cái gì gọi là ăn dè hạt tiện ấy, thì là họ cho muối thật mặn vào. Đấy, bản thân thầy nhớ cái hồi mà thầy đi học cấp 3, hồi nhà cũng nghèo khó khăn, bà cụ tân sinh ở nhà cụ rang cho một lọ sườn ấy, là cụ phải một miếng sườn nhỏ nhỏ phải cõng hàng chục hạt muối. Nghĩa là để ăn dè, nghĩa là cứ cho mặn vào là ăn dè được. Thế cho nên đầu năm ấy mua muối về cũng có ý nghĩa là dạy các con các cháu phải biết ăn tiêu dè sẻn tần tiện để tích lũy, nào không? Thế nói đầu năm mua muối thì cuối năm mới mua vôi, là mua vôi để làm gì? Để mà xây nhà. Đầu năm mà biết dè sẻn, biết tần tiện tích lũy thì cuối năm mới có thể mua vôi để mà xây nhà được. Nhưng các cụ nói nó cũng có cái ý của nó. Thế thì ở đây chỗ này á, cái mà thầy nghĩ nó là cái quan niệm của mọi người quý hạt muối, vì muối nó như vậy, gừng cay muối mặn ta đừng quên nhau. Đấy, tức là cái muối nó đi cả vào ca dao rồi. Đấy, cho người ta quý hạt muối, có cái gì đấy nó mặn mà, nó thủy chung. Hạt muối thì nó cũng trắng trẻo, nó cũng sạch sẽ. Đấy, thế cho người ta quý. Thế và muối thì nó cũng chẳng đắt bao nhiêu, mua một gói muối đầu năm nó cũng nhẹ nhàng, phải không? Người đi bán muối cũng vui, mà người mua muối cũng vui. Thế cho nên có thể nó cũng trở thành một cái văn hóa. Một cái văn hóa mà xét cho kỹ thì nó cũng không phải là xấu. Đó. Nếu mà chúng ta hiểu ra bản chất nó chỉ là cái nét đẹp thôi, thì không có gì xấu. Nhưng còn nếu chúng ta quan niệm, chúng ta nghĩ là muối nó đem lại may mắn, nó đem lại những cái tốt lành và nó giải được xui, giải được những cái điều xấu, điều gở, thì lại là còn là sai. Cho nên ở chỗ này thì thầy không phê phán về cái tập tục mua muối đầu năm. Nếu nó là một cái nét văn hóa, nếu mà chỉ nghĩ là muối cho nó mặn mà, cho nó mong cầu những cái điều tốt đẹp trong tình người, trong cuộc sống, thì cái đó lại là tốt. Đấy là những cái ước nguyện tốt đẹp. Muốn ai cũng sống cũng đậm đà, cũng thắm thiết như hạt muối, và cũng trong trắng như hạt muối, thì đẩy nó lên thành cái văn hóa thì lại là cái tốt. Thế nhưng còn nếu quan niệm muối giải được xui, muối là đem lại may mắn, những cái điều tốt lành, thì nó là sai. Hiểu sai thì nó lại không tốt. Cho nên là có nhiều cái cuộc lễ thầy cũng biết rồi, người ta bảo là muốn trừ tà thì cứ lấy muối rắc xung quanh nhà, ví dụ vậy, hay rắc ra ngoài cổng là ma tà không đến. Thì cái đấy là quan niệm rất sai lầm. Đó, đấy, phải không? Làm gì có chuyện mà muối mà lại trừ được tà. Tà ví dụ như thằng ăn trộm, ăn cắp, nó cũng là tâm tà đấy, thì nó cũng là tà đấy. Thế bây giờ mình thử rắc muối ra cổng xem, rồi mà nhà mình không khóa cửa, phải không? Mình để của hớ hênh xem trộm nó có vào, nó vẫn vào như thường. Cho nên muối không phải trừ được tà. Và nếu nói muối trừ được tà, người dân ở vùng biển làm muối hết chắc là, phải không? Họ chẳng bao giờ bị mất mát cái gì, họ chẳng bao giờ bị bệnh tật ma tà quấy phá, họ sống với muối. Thế hay là bảo là muối đem lại may mắn. Thế thì ở đây thầy nói là mấy con cá mà nó sống ở biển ấy, phải không? Cá cua ở biển nó ngập trong muối luôn. Đấy thì nó phải gặp may mắn nhiều lắm chứ. Thế nhưng mà những con cá đấy vẫn bị đánh, bị bắt, phải không? Vẫn bị gặp những cái tai nạn như thường. Đấy, thế chúng ta thấy vậy thì cái bản chất của hạt muối nó không phải là đem lại may mắn, tốt lành gì. Chỉ có nó có giá trị sử dụng. Đó, và có thể chúng ta gắn cho nó cái ý nghĩa về mặt tình cảm, về mặt cái ý nghĩa nhân văn thì cái đó có thể là được. Đấy, thế thì với cái nhìn của Đạo Phật, thì cái nhìn Đạo Phật bao giờ cũng nhìn một cách rất là chính xác, đi vào bản chất của vấn đề, thấy đúng sự thật. Khi đã thấy đúng được sự thật rồi, cái đấy là quan trọng nhất. Còn sau đó mình dùng nó vào việc gì thôi. Ví dụ sự thật của hạt muối là nó có giá trị
cho cái cuộc sống của chúng ta về mặt sử dụng. Nó là một cái gia vị, một cái chất liệu dùng được tốt đối với sức khỏe, đối với cuộc sống con người, thì đặt đúng giá trị như vậy. Thứ hai nữa, ta có thể gọi là đẩy nó lên thành một cái giá trị về văn hóa, là mặn mà như hạt muối, gừng cay muối mặn, ta đừng quên nhau. Cái đó cũng được, cái đó cũng tốt. Mà thế còn khi mà lại đẩy nó sang vấn đề mà hiểu lầm, trở nó thành một cái mê tín, cho rằng muối là giải xui, cho rằng muối đem lại vận may, và cho rằng muối là có thể trừ tà, nó đi đâu cũng đeo túi muối trong người, thì cái đó là mê lầm. Thì mê lầm tà kiến ấy, mê lầm gọi là tà kiến, thì lại làm cho mình mất đi phúc lành. Theo Phật giáo thì những người mà tin sai, hiểu sai, mê lầm thì lại bị mất phúc đi đó, chứ không phải là được thêm phúc. Còn khi chúng ta hiểu đúng, hiểu đúng là muối nó chỉ có giá trị như vậy thôi, và còn ta có thể nâng nó tầm lên thành một cái nét văn hóa thì lại là tốt, không vấn đề gì cả. Nhưng quan trọng chúng ta phải thấy được đúng bản chất của nó, ta không bị rơi vào mê tín đó. Thế cho nên ở đây bạn Đỗ Thanh, bạn ấy nói là cách dùng muối để mà trừ tà hay là giải xui thì cái đó là không đúng đối với đạo Phật. Mà đối với đạo Phật chúng ta, để mà giải trừ những cái xấu, giải những cái xui, thì không những cá nhân mà kể cả một tập thể, một doanh nghiệp cũng đều phải có sự tu tập chuyển hóa. Vì tập thể thì cũng là cộng lại những con người thôi. Thế thì mỗi con người đều có sự tu dưỡng, có sự chuyển hóa, thì cái tập thể đấy mới chuyển hóa. Đấy, mà ở đây chuyển hóa là cái gì? Đó là thân làm việc, việc thiện, khẩu nói lời thiện và ý nghĩ thiện. Ba cái đó, mỗi người đều tu tập thì cả tập thể và cả công ty sẽ trở thành một cái tập thể, một cái công ty có phúc báo. Và có phúc báo thì nó sẽ giải được những cái xui xẻo, những cái gọi những cái quả báo xấu đó. Và mình sẽ được những cái điều may mắn tốt đẹp. Đó. Nhất là trong cái thời buổi mà thị trường như bây giờ, rồi công nghệ hiện đại như bây giờ, và chúng ta một cái doanh nghiệp mà chúng ta làm việc chân chính, lao động sản xuất chân chính, phục vụ một cách chân chính, có những cái dịch vụ rất là đúng, rất là tốt, và chúng ta làm cái gì chúng ta cũng nghĩ đến cái người tiêu dùng, gọi là có tinh thần phục vụ, thì chắc chắn cái doanh nghiệp đấy sẽ tốt, sẽ được mọi người đón nhận và nó sẽ phát triển tốt. Đấy, khi mọi người ở trong đó thiện tâm như vậy, sống đúng như vậy thì nó sẽ tốt thôi. Đấy, chứ còn nếu một doanh nghiệp mà lừa đảo và trong đó người người đều toàn làm những việc dối, việc xấu thôi, thì doanh nghiệp đó không thể nào bền vững được. Đấy người ta gọi là phát triển không bền vững. Cho nên cái gì mà muốn phát triển bền vững lâu dài, cái đó nó phải đi từ cái sự chân thật. Đó, mà ở đây đối đạo Phật là phải đi từ cái đạo đức của con người. Vì tất cả những cái đó đều là con người hết, con người là chủ hết. Cho nên một con người mà có đạo đức thì nó sẽ tốt đẹp. Chính vì thế các cụ mới nói là đức giả vi bản giả, đức là gốc của mọi vấn đề. Mà các cụ nói rồi, có đức thì mặc sức mà ăn, phải không? Đấy, thế cho nên là có đức đi thì xui xẻo nó cũng phải bay biến đi, lấy cái đức để mà hóa giải, đức năng thắng số nó cho đó đó. Đấy, thì đạo Phật nó thấy rất rõ, chứ không phải muối giải được cái xui xẻo, không phải cái gì giải được xui xẻo, nhưng mà cái đức của chúng ta, cái đạo đức của chúng ta, cái tốt đẹp của chúng ta, nó mới hóa giải cái điều xui xẻo của mình. Đó, thì đấy là cái mà thầy chia sẻ với bạn Đỗ Thanh, cũng như toàn thể các quý Phật tử và đại chúng, để chúng ta hiểu được và cái gì là cái đem lại may mắn cho mình. Cái đó phải ở nơi mình, gốc ở cái tâm thiện lành của mình, những cái việc làm tốt đẹp của mình, chứ không phải là những cái vật bên ngoài, dù cái đó là gì, hạt muối hay là bất kể một cái gì chăng nữa, và cũng không thể nào cái đó mà hóa giải được cái xui xẻo của chúng ta, mà chính từ cái tâm đức của chúng ta mới có thể hóa giải được những cái xui xẻo, những điều không tốt của chúng ta, chuyển nó thành những cái điều tốt lành, thành những cái kiết tường nhé. Con kính chào Thầy. Bác hàng xóm nhà con kể rằng ngày trước mẹ bác mất, gia đình bác đã đem bà đi hỏa táng. Một thời gian sau có nhiều đêm, bác ngửi thấy mùi rất khét. Rồi bà về báo mộng cho bác là bà rất nóng, nên bác nghĩ rằng mình đã bất hiếu với bà. Vậy nên bác khuyên mọi người, nếu nhà ai có người mất thì nên chôn cất, không nên hỏa táng, vì người mất sẽ khổ.
nhưng con nghĩ sau này đất chật người đông thì làm thế nào? Con vẫn thật băn khoăn, vậy nên con xin được biết quan điểm của nhà Phật trong việc này ạ. Con xin cảm ơn Thầy, xin Thầy chỉ dạy. Đấy, cái câu chuyện là vấn đề chết rồi, hỏa táng hay chôn là vấn đề khá nan giải. Kính thưa đại chúng, từ xa xưa đến giờ, nhân loại chúng ta xử lý cái thân này khi mà nó tắt thở rồi đấy, thì có rất nhiều hình thức. Tức là khi chúng ta chết, lìa đời, bỏ cái thân này, mình gọi là báo thân, thì từ xưa nay trong nhân loại có rất nhiều cách xử lý. Có dân tộc thì họ thủy táng. Thủy táng tức là bỏ xuống nước, vứt xuống nước, trôi sông, quẳng xuống ao, vứt đi cho cá nó ăn. Đấy là thủy táng. Dân tộc ta từ xưa đến nay thì gọi là địa táng, chôn, chôn xuống đất, cho vào quan, vào quách rồi chôn xuống đất, gọi là địa táng. Thế có nơi thì họ hỏa táng, như ở Ấn Độ hỏa táng, phương Tây họ cũng hỏa táng rất nhiều. Thế có nơi thì họ lại điều táng hoặc là thú táng, tức là họ quăng xác ra cho chim chóc ăn, hoặc là chặt ra cho thú nó ăn. Thế có nơi thì gọi là không táng, treo xác lên trên cây, cứ để giấy xong rồi héo hắt rồi tự nó tan giữa đi. Tức là rất nhiều hình thức. Thế có chỗ thì họ lại gọi là ướp xác, và không chôn xuống nhưng mà ướp, ướp xác, ướp rất lâu. Trong các cái mộ cổ Ai Cập đến giờ, cứ những xác ướp vẫn còn, được bảo quản rất tốt. Đấy, thì chúng ta thấy là còn nhiều cách nữa, phải không? Nhân loại chúng ta có rất nhiều cái cách xử lý cái thân xác chúng ta khi mà chúng ta chết. Thế ở Việt Nam mình ấy, thì từ trước đến nay thì đa phần là địa táng, mình gọi là chôn xuống đất. Cũng có một vài các dân tộc thì họ cũng có cái nghi thức táng khác. Nhưng mà đa phần chúng ta là chôn. Thế cho dân Việt Nam ấy mới truyền nhau cái câu gọi là sống về mồ, về mả đấy. Vào. Không ai sống bằng cả cái nồi cơm. Sống về mồ, về mả, đặt rất nặng cái chuyện, câu chuyện mồ mả. Và ghét nhau, thù nhau thì cũng đào mồ, quốc mả nhau lên. Bây giờ ông có thế, tôi chưa làm gì được, mai mốt tôi có thế mà tôi ấy là tôi đào mồ, quốc mả ông lên. Ghê gớm đến những cái chuyện như vậy. Thì chúng ta thấy. Thế thì bạn Thảo Hà này, bạn hỏi bây giờ ông bác này mà mẹ mất thì ông đem đi hỏa táng, tức là người cũng rất tiến bộ. Nhưng mà sau khi hỏa táng xong một thời gian sau thì bác tối ngủ thấy mùi khen khét, sau rồi lại nằm mộng thấy bà cụ về báo mộng, bà cụ nóng. Thế là từ đó bác đi tuyên truyền là thôi, mọi người đừng nên hỏa táng nữa. Thế thì câu chuyện này thì Thầy cũng nghe rồi. Thì quan điểm nhà Phật mình như thế nào trong chuyện này? Thì thứ nhất thì thưa đại chúng, chúng ta phải rất rõ ràng cái thấy biết của nhà Phật. Một chúng sinh hữu tình như chúng ta thì có hai phần, phần thân xác và phần tâm linh. Nếu gọi theo thế gian gọi là hồn và xác á. Cái chữ hồn ở đây là Thầy nói là trong ngoặc kép, chứ không phải hiểu chữ hồn như thông thường nhé. Chúng ta gọi hồn và xác. Thế thì hồn ấy mới là cái phần quan trọng. Đấy, trong truyện Kiều của Nguyễn Du cũng có câu đấy, gọi là thác là thể phách, còn là tinh anh. Cái còn là cái tinh anh là cái phần hồn. Còn cái xác này nó chỉ là đất, là nước, chết rồi nó lại về với cát bụi thôi. Đó, rõ ràng. Nhà Phật mình thì gọi là thân tứ đại. Ngũ uẩn thì cái này là thuộc sắc uẩn. Còn bốn cái uẩn còn lại thuộc về tinh thần. Đó là thọ, tưởng, hành và thức. Thì cái phần tinh thần này á, khi chúng ta mà một cái ngũ uẩn nó tan rã thì sắc uẩn trở về với cát bụi. Còn thọ, tưởng, hành uẩn thì sẽ chuyển di. Cái phần thức này này, nó sẽ chuyển di sang kiếp sau để tái sinh một đời sống mới. Rõ ràng là như vậy, không khác được. Nghe không? Cho nên cái quan niệm trong nhà Phật chúng ta thì coi thân xác nó như cái áo á. Mỗi kiếp chúng ta mặc vào rồi hết hạn chúng ta lại cởi ra. Cho nên trong nhà thiền thường hay nói là sinh như là đắp cái chăn mùa đông, tử như cởi cái áo mùa hạ.
mùa đông rét quá đắp cái chăn vào, đến khi mùa hè nóng quá cởi cái áo ra, sinh như đắp chăn đông, tử như cởi áo hạ. Các thiền sư ngày xưa là như vậy đó. Và chúng ta khi học Phật cũng phải quan niệm về cái thân này như vậy. Cái thân này nó không phải là của mình, nó không phải là chính mình, nó trước hết là của cha mẹ cho mình mượn đấy, mượn máu huyết của cha mẹ, à, sau đó ra đời mượn đất nước đắp vào, cho nên toàn là đồ mượn cả. Đến lúc chết thì phải trả lại chứ, vay thì phải trả. Cho nên thân này không phải là của mình và nó cũng không phải là chính mình. À, đến ngày hết hạn phải bỏ, phải giả nó thôi. Đó là lẽ thật. À, thì chúng ta quan niệm rất rõ như vậy. Thế thì vấn đề ở đây nhá, khi một người mà mất thì chúng ta xử lý như thế nào là tốt nhất? Theo cái tập tục truyền thống của dân tộc ta từ xưa đến nay là thường đem chôn tất cả thi hài cho xuống đất hết. Nó trở thành một cái thói quen rồi, cái truyền thống rồi. Thì chúng ta cứ nghĩ chết là phải đem chôn thôi. Thế nhưng mà 10 năm lại đây thì cái việc hỏa táng bắt đầu phát triển và rất nhiều gia đình tiến bộ và nhiều người tiến bộ đã tự nguyện ghi di chúc cho con cháu là khi chết là sẽ đem đi hỏa táng. Và đi hỏa táng và rất nhiều gia đình hỏa táng và rất yên ổn, chả có chuyện gì. Nhưng cũng có một vài gia đình giống như bạn Thảo Hà này bạn nói đấy, nằm mộng thấy bà về kêu nóng, à, thì cái chuyện đấy có không? Thì thưa đại chúng là nó cũng có. Khi mà chúng ta giải quyết cái phần tâm linh không tốt, à, thì khiến cho vong linh chấp trước cái phần thần thức đấy, họ chấp trước, họ chấp vào cái thân xác đấy, họ mến tiếc thân xác mà đem thân xác đi thiêu, họ tiếc, họ cảm thấy mình nóng. Cũng giống như Thầy nói thế này này, cái đồng hồ của mình đeo đây mà nó rơi xuống đất, mà ai lấy chân mà di đi thì tự nhiên ta thấy đau lắm, lòng mình đau lắm. Phải không? Vì đấy là cái đồng hồ của tôi, phải không? Cái điện thoại của tôi mà ai dẫm vào di nó, tự nhiên tôi thấy đau xót trong này lắm. Phải không? Gọi là đồng tiền của cái là liền khúc ruột mà. Thế thì khi mà nghĩ cái thân xác này là của tôi, tự nhiên để đem vào trong cái lò mà thiêu nó, tự nhiên tôi thấy nóng lắm. Cái đấy là một cái sự chấp trước, do tâm chấp trước nó sinh ra. Vậy nên chúng ta để xử lý tốt việc này thì thứ nhất là đối với người trước khi mất, chúng ta phải khai thị cho hoặc là nói cho người đó biết rõ quan niệm về thân, và thần thức với thân nó có thể rời nhau để họ không chấp vào cái thân. Hoặc là người đó giác ngộ, họ tự nguyện là tôi hỏa táng thì không sao. Hoặc là chúng ta khai thị cho người đó trước khi mất để cho người đó giác ngộ, họ không chấp mắc vào cái thân nữa. Thế hoặc là kể cả khi người đó mất rồi, chúng ta khai thị cho vong linh để cho vong linh không chấp mắc vào cái thân nữa thì không có vấn đề gì cả. Thế và trong những năm qua chùa chúng ta, Chư Tăng đi làm lễ, làm các cái đám tang đó, thì Chư Tăng đều khai thị cho vong linh để vong linh không chấp trước vào cái thân xác. Thì khi hỏa táng, hỏa thiêu không có vấn đề gì cả. Đó, đây là cái việc rất quan trọng. Vì dân Việt Nam chúng ta đã quá lâu rồi quen với cái tập tục là địa táng, là chôn rồi. Thế cho nên chúng ta phải giải quyết cái khâu tư tưởng này trước. Đối với người sống và đối với vong linh đều phải khai thị để cho biết không chấp trước vào thân xác. Đó, thì nó không có vấn đề gì xảy ra, sẽ rất tốt. Chứ không phải như cái bác này, bác ấy nói là người chết mà đem hỏa táng là sẽ bị nóng, sẽ rất khổ, không phải thế. À, chỉ khi mà vong linh chấp trước vào thân xác thôi. Còn vong linh đã được giác ngộ, đã được hiểu thì không có vấn đề gì xảy ra. Nghe không? Cái đồng hồ rơi xuống đất, mình biết nó không phải là thân mình, ai dám ai đạp nó không vấn đề gì, tôi có đau đâu. Nó khác nhau, hai cái rời nhau. Đó. Thế thì ở đây bạn Thảo Hà, bạn lo, bạn suy nghĩ rằng bây giờ đất chật người đông,
mà cứ chết là đem chôn thì sau này lấy đất đâu mà chôn? Thế thì thưa đại chúng, là cái việc hỏa táng của chúng ta là có từ lâu lắm rồi, trước cả thời Đức Phật đã hỏa táng, và chính Đức Phật của chúng ta cũng hỏa táng thôi. Ngài là bậc Thế Tôn cao quý như vậy mà chính Ngài cũng là hỏa táng, và đệ tử các vị thánh tăng sau này hầu hết đều hỏa táng hết. Ấn Độ cũng thế, chúng ta đi Ấn Độ là Ấn Độ không có một cái ngôi mộ nào cả, người Ấn Độ họ hỏa táng, wow. Cái tro đấy sau đó họ giải xuống sông Hằng đó. Thì chúng ta thấy thế này, nếu mà cứ tính ra thế này, mỗi người khi chết ấy, làm cái mộ chôn là mất, thầy tính rẻ cũng phải là 3 mét vuông đất, đúng không? Ít như là 3 mét vuông đất là đắp lên là thành 3 mét vuông. Nếu còn những người mà làm mộ kiên cố rồi đá nọ đá kia thì có khi phải 10 mét vuông một người. Thế đại chúng cứ tính thử cho thầy xem, ví dụ dân Việt Nam mình bây giờ là 90 triệu dân, nhân với 3 mét vuông đất là ít đấy, thầy nói là ít nhất đấy. Phải không? Sau này 90 triệu người này đều mất hết, nhân với 3 mét vuông thành 270 triệu mét vuông, tức là 270 km vuông, quá 1/3 diện tích của cái tỉnh Bắc Ninh bây giờ. Tỉnh Bắc Ninh mình có hơn 800 km vuông thôi. Đấy. Thế mà dân chúng ta giờ là hơn 90 triệu dân rồi, già có, trẻ có. À, thầy cứ nói là độ 30, 40 năm nữa vào là chết gần hết rồi. Đó. Mất mấy trăm km vuông luôn. Cho nên bây giờ rất nhiều chính quyền địa phương là rất lo lắng cái chuyện quy hoạch cái khu nghĩa trang. Thật sự đấy, Quảng Ninh mình cũng là vấn đề đang lo lắng, rất là lo lắng. Đấy, ở Hạ Long bây giờ là mấy cái nghĩa trang bắt đầu dần dần sẽ chặt dân. Thế mà dân ta bây giờ lại cứ lo cái mồ mả xây cho to, cho đẹp nữa, lại càng chết nữa. Cho nên nói thật là người chết là lấn người sống là đúng đấy. Dân số ở nghĩa địa chỉ có tăng, không bao giờ giảm. Đúng không? Ở đấy chỉ có tăng thôi. Dân số ở đấy là chỉ có tăng, không có giảm. Mà chúng ta ở đây thì còn có khi tăng, khi giảm. Nhưng mà ở nghĩa địa là chỉ có tăng mà không có giảm. Không có giảm. Thế thì chúng ta biết sẽ có ngày chúng ta không có đất ở đâu. Vài trăm năm nữa là con cháu mình hết đất, nếu mà cứ tôn trọng mồ mả kiểu này. Thế cho nên là cái này là cái bài toán lo thật sự đấy. Mà chính quyền bây giờ là lo cái việc này. Đấy, rất lo. Bây giờ là các công viên nghĩa trang mọc lên rất nhiều. Thế trên mạng Hà Nội với lại Phú Thọ thì có mấy cái công viên nghĩa trang, tức là rất nhiều đất để dành cho cái đấy. Bây giờ bắt đầu là cả vấn đề. Thế thì đây là một cái suy nghĩ rất thực tế. Và thầy khuyến khích các Phật tử chúng ta, gia đình chúng ta sau này cũng nên hỏa táng. Vì thứ nhất là Đức Phật của chúng ta đã hỏa táng rồi. Các vị thánh tăng ngày xưa đều hỏa táng. Hỏa táng rất sạch sẽ, rất văn minh. Và chúng ta không phải lấp xuống đào lên nữa. Thế còn nếu mà địa táng thì lại có ngày phải cài cát, lại móc lên, mà nhiều khi móc lên thi hài chưa phân hủy hết, rất là khổ, rất là bẩn nữa chứ, ô nhiễm. Đó. Thế mà nếu chúng ta hỏa táng có những cái lợi ích này này, khi mà chúng ta hỏa táng thì vong linh lại không chấp trước vào thân xác. Đó, nhá, cái đấy là cái rất hay. Đó, và khi hỏa táng như vậy thì vong linh dễ có cơ hội để thoát đi, siêu thoát. Còn chúng ta mà địa táng thì chúng ta xây mồ mả cho đẹp, vong linh chấp trước vào đấy lại là khó siêu thoát. Đó. Thứ nữa, cái tục mà hỏa táng nó sẽ giúp cho cái người sống này, chính chúng ta này, xem nhẹ cái thân này và thấy được cuộc đời nó rất là giả tạm. Khi đốt rồi chả còn thấy gì nữa, chỉ là nắm cho thôi. Wow. Chúng ta thấy cuộc đời nó nhẹ. Nó nhẹ thì chúng ta đã không bị chấp mắc vào cuộc đời. Thì cái đấy sẽ giúp cho chúng ta khi bỏ thân dễ giải thoát nữa đấy. Đó. Và một cái nữa lợi ích chính là cái việc giải quyết được đất. Wow. Cái đất cho người còn sống. Đó. Thế cho nên chúng ta thấy Đức Phật của chúng ta làm cái gì cũng thế. Ngài đều là biết trước, Ngài đều là tấm gương, đúng không ạ? Chính Đức Phật của chúng ta là hỏa táng đấy chứ. Đấy.
Đây chúng ta thấy không? Và đúng bây giờ là vấn đề Ngài cũng giải quyết cho nhân loại. Nếu nhân loại hỏa táng như Ngài thì rất nhàn, phải không? Chả có vấn đề, chả tốn đất cát gì cả. Cho nên các Phật tử cứ mạnh dạn như hôm nay cũng là Thầy khuyến khích đấy. Các Phật tử sau này thế, mình nên ghi di chúc cho con cái là cha chết, mẹ chết là hỏa táng, sạch sẽ. Mà đằng nào cuối cùng thì cũng chỉ là nắm cho thôi mà, có gì đâu. Có mà địa táng thì rồi cũng là sau này đào lên rồi rửa đi cho ấy rồi cũng lại cho xuống. Đấy, mà hỏa táng rất sạch sẽ, rất sạch sẽ. Ở chùa mình trước đây thì Thầy có Thầy Kiến Hải đấy, mẹ Thầy mất cũng đem hỏa táng. Hỏa táng xong Thầy mang hết cho ra biển Hà Long, Thầy thả hết. Đó, cái đó cũng là một cái rất tiến bộ. Nghe không? Thế thì Thầy khuyến khích các Phật tử tuyên truyền trong nhân dân chúng ta nên hỏa táng. Và lợi ích, và rất lợi ích đấy. Bản thân vong linh cũng được lợi ích. Và gia đình cũng thế, rất là nhàn. Khi mà chúng ta, ví dụ có thờ cái hài cốt hay chôn hài cốt, nó cũng không tốn nhiều đất và không nặng về cái chuyện hướng này, hướng kia. Và rất phức tạp. Đó, nhưng mà chúng ta có cái mộ thờ hài cốt thì rất là nhàn. Đó. Và đặc biệt nữa là giải quyết được cái vấn đề về đất cho người sống sau này. Đấy là vấn đề mà xã hội cũng đang rất quan tâm đó. Thầy rất mong nhé, được sự hưởng ứng của tất cả các Phật tử, nghe không? Sẽ khuyến khích nhau, ta nên hỏa táng và ta xem cái thân này rất nhẹ nhàng. Thân này cũng lại trở về với cát bụi thôi nhé. Ta vay của đất, ta phải trả về cho đất thôi. Hôm nay Thầy sẽ đến với tất cả đại chúng với cái chủ đề trong cái hành trình về khám phá vườn tâm này. Chủ đề hôm nay là phúc đức hay là phước đức không ai cho. Sư phụ đặt một cái dấu chấm than, vừa là khẳng định và làm cái dấu hỏi để cho chúng ta phải giải tỏ cái vấn đề này. Phước đức không ai cho. Không ai cho nghĩa là không ai cho mình phước đức, mình phải tự tạo. Và đã không ai cho thì cũng không ai lấy đi được của mình. Và Sư Phụ muốn đến với chủ đề này thông qua câu chuyện về một cái nhân vật cũng rất là nổi tiếng trong Phật giáo. Đó là bà Mạt Lợi Phu Nhân. Câu chuyện đó bây giờ Sư Phụ bắt đầu cùng với các con. Thì kính thưa đại chúng, bà Mạt Lợi Phu Nhân, bà ấy là chánh cung hoàng hậu của ông vua Ba Tư Nặc. Ông vua Ba Tư Nặc là một vị vua cùng thời với Đức Phật Thích Ca. Ông ấy trị vì đất nước Kosala. Cái đất nước Kosala này thì ở cạnh cái nước Ca Tỳ La Vệ, là nơi mà vua cha Tịnh Phạn sinh ra Đức Phật Thích Ca đấy. Vừa rồi thì Thầy được cái duyên đi về thăm đất Phật Ấn Độ, được đi đến tất cả những các cái thánh tích này. Thì bà Mạt Lợi Phu Nhân này là chánh cung hoàng hậu của ông vua Ba Tư Nặc. Ông vua Ba Tư Nặc là trị vì cái nước Kosala, là một cái đất nước rất hùng mạnh thời bấy giờ. Ông ta thì tính tình cũng rất là anh hùng á, nhưng mà ông cũng rất là thô bạo, hùng dũng nhưng mà thô bạo. Đất nước của ông ấy giàu có, sung túc, dân chúng đông đúc. Ông ta đã có nhiều vợ rồi. Thế nhưng mà ông ấy thì thấy con gái của dòng họ Thích Ca. Chúng ta biết dòng họ Thích Ca là ở đất nước Ca Tỳ La Vệ, nước láng giềng của ông vua Ba Tư Nặc này. Dòng họ Thích Ca sinh ra Đức Phật Thích Ca. Thì con gái của dòng họ Thích Ca rất là xinh đẹp. Thì ông vua Ba Tư Nặc này, ông rất muốn lấy con gái của dòng họ Thích Ca. Thì ông cho sứ giả sang bên đất nước Ca Tỳ La Vệ thưa chuyện là vua tôi là muốn lấy con gái của dòng họ Thích Ca. Thế thì dòng họ Thích Ca bên này biết là cái ông vua Ba Tư Nặc này, ông tuy là hùng mạnh thật, đất nước ông hùng mạnh và ông
giàu có, nhưng mà tính nết ông này rất là thô bạo, thô tháo, thô tục nữa các bạn ạ. Ông ỷ và ông là nước mạnh, rất là thô. Cho nên ấy, dòng tộc Thích Ca thì không muốn gả con gái của dòng tộc mình, gả công chúa cho vua Ba Tư Nặc. Thế thì một cái ông quan đại thần của vương triều, vương tộc Thích Ca là ông Mahanam, ông nghĩ ra cách là bây giờ mình sẽ đem một cái cô con gái, con của cái vị nô tỳ ở trong nhà mình, trang điểm vào rồi nói dối đây là công chúa của tộc Thích Ca, rồi cưới cho vua Ba Tư Nặc. Và cái cô con gái này ấy, là ai? Chính là bà Mạt Lợi. Đó. Thì bà Mạt Lợi này ấy, là con gái của một cái vị nô tỳ ở trong nhà của ông quan đại thần Mahanam, là của vương triều Thích Ca. Và cô Mạt Lợi thì được gả cho vua Ba Tư Nặc. Cô rất là xinh đẹp. Và vua Ba Tư Nặc khi mà cưới được Mạt Lợi rồi về thì phong cho Mạt Lợi làm chính cung hoàng hậu. Ông hoàn toàn không biết Mạt Lợi là con của một nô tỳ, nghĩ rằng đấy là công chúa của dòng tộc Thích Ca. Thì ở chỗ này á, trong sách của Phật giáo thì Đức Phật có nói nè, cái cô Mạt Lợi này có một cái nhân duyên phước báu. Tuy là con của nô tỳ nhưng mà cô cũng rất xinh gái, và cô có một cái tâm rất là hiền thiện. Hàng ngày cô đều phát tâm được cúng dường sớt bát cho chư tăng. Thế và rất nhân duyên, có một lần Đức Phật về thăm kinh thành Ca Tỳ La Vệ, là nơi mà Ngài sinh ra. Thì Ngài đi khất thực thì gặp cô Mạt Lợi này, lúc ấy là một cô bé, độ 12, 13 tuổi thôi. Nhưng mà cô bé này với cái tâm rất là trong sáng, hiền thiện thì đã sớt bát cúng dường Đức Phật, rồi dâng một cái vòng hoa rất đẹp, một chuỗi vòng hoa rất đẹp cúng dường Đức Phật với một cái tâm rất là thành kính, trong sáng. Thế thì Đức Phật sau khi mà nhận cái sự cúng dường của cô bé Mạt Lợi này và nhận vòng hoa của cô dâng cúng, thì Đức Phật đã thọ ký. Đức Phật nói rằng cô bé này sau này lớn lên sẽ làm hoàng hậu. Các bạn ạ, Ngài nhìn thấy một cái hành vi như thế thôi mà Ngài biết cái phước báu của cô này, lớn lên cô sẽ được làm hoàng hậu. Mà cô ấy hiện đang là con của một nô tỳ, là cái giai cấp mà thấp nhất của Ấn Độ. Đại chúng biết là Ấn Độ thì có 4 giai cấp. Giai cấp thượng đẳng nhất là Bà La Môn, chuyên lo việc cúng tế, rồi tiếp nối với thần linh. Cái giai cấp thứ hai là Sát Đế Lợi, là vua chúa. Vua chúa còn đứng sau giai cấp Bà La Môn. Giai cấp thứ ba là giai cấp Phệ Xá, tức là thương buôn, buôn bán, người dân thứ buôn bán sống bình thường này. Và giai cấp thứ tư là giai cấp Thù Đà La, đó là giai cấp hạ tiện nhất, thấp nhất, hầu hạ nô tỳ phục dịch cho các giai cấp trên. Thế thì Mạt Lợi lúc ấy là con của một nô tỳ, là thuộc cái giai cấp hạ tiện nhất, hầu hạ ở trong cung. Những năm tháng trước cô cũng rất chăm chỉ cúng dường sớt bát chúng tăng, mặc dù rất nghèo. Và duyên đợt này cô được cúng dường Đức Phật, thì Đức Phật nhìn thấy cái phước báu của cô, Ngài đã thọ ký cho cô là lớn lên cô này sẽ trở thành hoàng hậu. Khi Đức Phật nói câu này là có rất nhiều người được biết, chư tăng cũng được biết. Thế và đúng như thế các thưa đại chúng. Đấy, và sau đó thì cái câu chuyện ông vua Ba Tư Nặc, ông muốn lấy con gái dòng họ Thích Ca, và dòng họ Thích Ca thì lại không muốn gả con gái của dòng họ mình cho ông vua Ba Tư Nặc này, nên đã tính chuyện
thay thế bằng con của một người hầu chính là cô Mặt Lợi này. Đấy, đại chúng thấy không? Đấy, và Mặt Lợi lúc ấy thì đủ tuổi rồi, 16, 17 rồi. Rất xinh đẹp, trang điểm vào rất xinh đẹp. Thế là đưa sang nước Kosala. Vua Ba Tư Nặc thì cho là công chúa của dòng họ Thích Ca xinh đẹp mà mình từng ước ao. Thế là về là phong lên làm chính cung hoàng hậu luôn, đại chúng. Đã. Và Mặt Lợi lúc này được làm vợ của vua. Mặt Lợi với tất cả những cái trí thông minh của mình đã giúp cho vua Ba Tư Nặc rất là nhiều, rất là nhiều. Và sau này chính Mặt Lợi đã giúp cho vua Ba Tư Nặc quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo, trở thành một người Phật tử thuần thành, hộ trì cho Phật Pháp. Đấy thì thấy đại chúng thấy, thân phận từ một cái người thấp kém như thế mà thật là may mắn trở thành một bà hoàng hậu. Rất là kỳ lạ, không ai có thể nghĩ ra được. Ở cuộc đời này các con thấy có nhiều cái điều rất kỳ diệu không? Rất nhiều điều có rất kỳ diệu, nghe không? Thế thì cái câu chuyện hôm nay liên quan đến bà Mặt Lợi phu nhân này. Bà rất là giỏi, rất am hiểu Phật Pháp. Bà đã được học Phật Pháp từ lúc còn bé, yêu kính Phật Pháp vô cùng. Đã. Và bà Mặt Lợi này cũng là một cái người hộ trì cho Phật Pháp rất là lớn. Đã. Thì câu chuyện nó liên quan đến bà Mặt Lợi. Thì ở đây, hôm ấy, vua Ba Tư Nặc và Hoàng hậu Mặt Lợi đang ngồi đàm đạo với nhau. Thì vua Ba Tư Nặc mới nói với Hoàng hậu Mặt Lợi thế này: Này Ái Khanh, ngày nay nàng có được vận số tốt đẹp, được làm hoàng hậu, tất cả đều nhờ có Trẫm, cho nên nàng phải biết ơn Trẫm. Nghe không? Ông vua ông nói với bà Mặt Lợi như vậy: Ngày nay nàng được cái số tốt đẹp thế này, được làm vợ của ta, phải không? Làm gọi là mẫu nghi thiên hạ như này. Thì tất cả những cái tốt đẹp này đều là do Trẫm cả đấy. Cho nên nàng phải biết ơn Trẫm. Nghe không? Nàng phải biết ơn Trẫm. Nghe không? Hoàng hậu Mặt Lợi tuy không nói gì, nhưng thật lòng bà không nghĩ như vậy. Một hôm, quốc vương lại hỏi bà, tức là vua Ba Tư Nặc lại hỏi bà: Trên thế gian này, người nàng yêu thương nhất là ai? Ông hỏi bà Mặt Lợi này: Này Hoàng hậu, trên thế gian này thì Hoàng hậu yêu thương nhất là ai? Và khi ông ấy hỏi như vậy thì tâm ông nghĩ rằng chắc chắn là Hoàng hậu sẽ nói là yêu thương ta nhất. Thì ta là vua của một nước, ta lại còn là chồng của Hoàng hậu mà ta lại yêu thương Hoàng hậu như thế, thì chắc là Hoàng hậu sẽ nói là yêu thương ta nhất chứ. Yêu thương ta nhất. Thế thì khi mà vua Ba Tư Nặc hỏi Mặt Lợi như vậy, thì Mặt Lợi mới nói rằng: Thần thiếp yêu bệ hạ nhất. Nghe không? Nhưng mà cái nét mặt bà nói như thế, nhưng bà này có cái nét mặt nó không được vui. Bà tần ngần một lúc xong bà lại nói: Nhưng tâu bệ hạ, nếu bệ hạ mà cho thiếp nói thật thì thiếp sẽ không nói như thế. Nghe không? Nếu bệ hạ cho thiếp nói thật. Thế thì ông vua Ba Tư Nặc cũng bảo: Thì nàng cứ nói sự thật đi. Thì bà Mặt Lợi bà nói: Nhưng thiếp nói sự thật, nếu mà không hợp ý của đại vương thì đại vương cũng không được xử tội thần thiếp nhé. Bà rào trước đón sau. Thế thì ông vua Ba Tư Nặc nói mà: Nàng cứ nói, ta làm sao lại có thể xử tội nàng được.
Nàng cứ nói sự thật đi. Ông cũng tò mò, tại sao nàng vừa mới nói là nàng yêu ta nhất mà bây giờ lại đấy lại chưa phải là sự thật, đấy vẫn là dối ư? Nghe không? Thế thì sự thật nó phải là cái gì? Chắc là khủng khiếp lắm đấy. Đó. Ông cũng có thể nghĩ, okay, hay là bà vợ mình, bà hoàng hậu này lại có tâm tư với ai, có tình cảm riêng tư với ai chăng? Cho nên ông cũng rất là nóng lòng, muốn đợi cái câu trả lời thật của bà. Thế ông dục nàng nói đi. Nghe không? Thì Mạt Lợi phu nhân bình tĩnh mới nói, muôn tâu bệ hạ, nếu bệ hạ muốn nghe lời chân thật thì thiếp sẽ trả lời rằng người mà thiếp yêu thương nhất chính là bản thân mình. Đấy chúng ạ, người mà thiếp yêu thương nhất chính là bản thân mình, không phải là hoàng thượng đâu. Nghe không? Người mà thiếp yêu thương nhất là chính là bản thân mình, không phải là hoàng thượng. Đấy. Thế thì vua Ba Tư Nặc nghe như vậy cảm thấy rất khó chịu. Ông mới nói một cách hằn học thế này: Nàng có được cuộc sống tốt như vậy, vật dụng tốt như vậy, vương vị như vậy, tất cả đều nhờ vào sự cung cấp của chấm. Nghe không? Đều do ta cả. Tại sao mà nàng lại nói như thế? Thế thì Hoàng hậu Mạt Lợi đáp thế này: tâu bệ hạ, không phải như vậy. Thần thiếp từng nghe Đức Phật dạy rằng đây là phước báu đời trước do chính thần thiếp đã tạo ra, chứ không phải nhờ bệ hạ ban cho. Chúng ta thấy bà cũng bản lĩnh đấy chứ, đúng không? Bản lĩnh. Ở đây á, các bạn gái có bạn nào bản lĩnh như bà không? Nghe không? Ông vua mà ông không ưa là ông ra lệnh chém đầu. Đấy, ông vua thì ông nói rằng tất cả mọi cái của nàng, từ cái vương vị hoàng hậu cho đến tất cả mọi thứ, lầu vàng gác tía, người hầu kẻ hạ, địa vị cao quý là do chậm ban cho nàng. Thế mà sao nàng lại không yêu ta nhất? Nghe không? Nàng lại nói là nàng yêu nàng nhất. Ông ngạc nhiên. Thế thì bà Mạt Lợi, bà cũng rất là bản lĩnh. Bà nói rằng, tâu bệ hạ, thần thiếp được nghe Phật Thích Ca dạy, cô ấy được nghe từ bé Phật dạy. Phật dạy là gì? Tất cả những cái mình có được á, là do phước báo của chính mình, đời trước mình làm hoặc trong đời này mình đã làm. Nghe không? Cho nên mình được hưởng cái phước báo ấy, thần thiếp được hưởng cái phước báo ấy không phải là do chẫm ban cho thần thiếp đâu. Câu này mới lại cả ghê gớm. Nghe không? Câu này thì đúng vào tự ái của ông khủng khiếp đây. Nghe không? Thế thì ông vua này thì rất là yêu Mạt Lợi, yêu hoàng hậu lắm, nhưng ông cũng giận lắm, ông giận vô cùng. Ông muốn tìm cách để cho hoàng hậu phải biết rằng tất cả mọi thứ bà có được đều do quốc vương ban cho. Ông liền cố ý tặng cho bà một cái chiếc nhẫn kim cương vừa lớn vừa sáng. Nghe không? Ông mới nghĩ ra một cái kế để ông mới bắt bà phải tuân phục cái ý kiến của mình. Nghe không? Phải nghe theo ý kiến mình. Thì ông mới nghĩ là ông sẽ tặng cho vợ, tặng cho bà một cái nhẫn kim cương thật là giá trị. Nghe không? Sau đó, nhân lúc hoàng hậu ngủ say, ông sai người lén lấy, vứt cái nhẫn ấy xuống sông. Nghe không? Ông cho rồi, ông lại sai lính hầu
lúc mà bà Hoàng hậu ngủ say lén lấy trộm cái nhẫn kim cương ấy vứt xuống sông. Trong lòng ông hậm hực nghĩ rằng chấm sẽ chứng minh rằng vận số tốt đẹp của nàng đều là do chấm ban cho. Nghe không? Ông quyết phải chứng minh bằng được. Bà bảo rằng là mọi cái là do phúc đức của bà. Thì đây, cho bà cái nhẫn đây, hôm nay bà mất đấy, vứt đi mất rồi. Nghe không? Ông chứng minh đấy. Thì sáng sớm hôm sau, Hoàng hậu đi tìm quốc vương. Bà bị mất cái nhẫn kim cương, bà đi tìm vua. Bà phải hỏi. Thì lúc này vua Ba Tư Nặc giả vờ như không biết gì, nghe không? Mới cố ý hỏi bà: "Này Hoàng hậu, thế chiếc nhẫn kim cương chấm tặng cho nàng đâu rồi? Sao không thấy đeo vào?" Nghe không? Ông đóng kịch, ông giả vờ như không biết chuyện gì. Đấy các con đấy, vợ chồng với nhau đấy, nghe không? Vợ chồng nhau đấy, đóng kịch. Này, thế hôm qua chấm tặng cho nàng cái nhẫn kim cương cực kỳ đẹp, đâu rồi không thấy đeo vào? Nghe không? Thì Hoàng hậu mới đáp: "Tâu bệ hạ, tối hôm qua lúc thần thiếp đi ngủ, không biết đã để nó ở đâu mất rồi, tìm mãi không thấy." Nghe không? Tìm mãi không thấy. Bà thì rất thật lòng, thật tình. Ai mà dám vào cung mà lấy của Hoàng hậu ấy? Nghe không? Cái này ai mà không bao giờ có thể có chuyện đấy. Lấy mà cái nhẫn kim cương ấy thì chết. Nghe không? Cái nhẫn ấy mà có bán ra không ai dám mua. Biết là của nhà vua, của hoàng hậu thì không ai dám mua cả. Nhưng mà hoàng hậu rất thật thà, nói là đi ngủ thôi, không biết sao lại mất. Tìm đâu không thấy. Đã. Thế lúc này ông vua Ban Tư Nặc mới coi như là vỗ đùi ông cười. Ông nói này: "Đấy nàng xem, nếu như đây là phước báu của nàng, thế thì hiện tại chẳng phải nàng đang không có đó hay sao? Rõ ràng chấm có thể ban cho nàng kia mà." Nghe không? Các con hiểu như này không? Ông vỗ đùi, ông cười khà khà, ông nói là: "Đấy nàng xem, nếu như nàng bảo là mọi cái vương vị của cái này á, đều là phước báu của nàng, thế thì sao bây giờ nàng không có cái nhẫn kim cương đi?" Nghe không? Đó, rõ ràng là chấm có thể ban cho nàng đấy. Thế nghe không? Có thể ban cho nàng. Ta ban cho thì nàng có, còn không cho thì nàng không có. Đấy. Bây giờ nàng có đâu? Hôm qua ta ban cho nàng có đấy, thế còn bây giờ nàng có đâu? Đúng không? Ông lập luận gớm đấy. Nhưng mà Hoàng hậu mạt lợi rất thản nhiên đáp rằng: "Tâu bệ hạ, tất cả là tùy duyên thôi. Những gì thuộc về thiếp thì nó sẽ là của thiếp. Những gì không thuộc về thiếp thì tìm cầu cũng vô ích thôi." Đấy, ở đây nhé, các bạn gái phải bản lĩnh như thế, nghe không? Cái gì thuộc về thiếp, nó sẽ là của thiếp. Còn cái gì không thuộc về mình thì tìm cầu nó cũng không được. Tìm cầu cũng được. Bà rất bản lĩnh, tùy duyên thôi. Đó. Các con thấy nhỉ, chỗ này phải học cái bản lĩnh của bà. Biết là ông vua biết là hoàng hậu vẫn hy vọng tìm lại được chiếc nhẫn kim cương. Vua Ba Tư Nặc cười thầm trong bụng. Nghe không? Ông mừng lắm, bây giờ bẻ được cái lý luận của vợ rồi, nghe không? Gọi là đập được lý luận của vợ rồi. Ông là đắc thắng, ông đắc thắng. Bà Mạt Lợi thì bà rất là tin hiểu Phật Pháp và tin nhân quả lắm. Nhà ông vua lúc này, ông vua Ba Tư Nặc lúc này ông chưa tin Phật, các con ạ. Ông chưa tin Phật đâu, lúc này ông chưa tin. Mà dần dần rồi bà Mạt Lợi, bà dẫn được ông tin được Phật, tin được Tam Bảo, quy y Tam Bảo. Rồi câu chuyện tiếp tục, ông vua lúc này ông đắc thắng lắm, đắc thắng lắm. Mấy ngày sau, Hoàng hậu Mạt Lợi có tổ chức một buổi chiêu đãi các vị khách nước ngoài.
Do đó, bà sai thị vệ ra chợ mua mấy con cá lớn về để làm thức ăn đãi khách. Lúc người hầu mổ cá đó, thì bất ngờ phát hiện trong bụng của một con cá lớn có một chiếc nhẫn kim cương. Này chúng ta bất ngờ. Người hầu kinh ngạc liền mang chiếc nhẫn này dâng lên cho hoàng hậu. Người hầu thì làm sao mà dám dám thủ cái viên kim cương được. Đấy, không dám cái nhẫn kim cương được. Thế là sợ quá là mang lên để trình hoàng hậu, dâng cho hoàng hậu. Vừa được báo công, nghe không? Vừa thật thà. Thế thì hoàng hậu mặt lời xem xong rất vui mừng. Hoàng hậu mới thốt lời thế này: đây chẳng phải là chiếc nhẫn của ta hay sao? Hoàng hậu nhận ra đúng chiếc nhẫn của mình đấy rồi. Đúng chiếc nhẫn của mình đấy rồi. Thế là hoàng hậu liền đeo nhẫn vào tay và đi tìm quốc vương Ba Tư Nặc. Đây là hoàng hậu mới đi gặp vua Ba Tư Nặc. Khi gặp vua Ba Tư Nặc, hoàng hậu mới nói: thưa bệ hạ, chàng nhìn xem, chiếc nhẫn kim cương đã trở về rồi đây này. Bạn chìa ngón tay ra cho ông xem. Chìa cho ông xem. Vua Ba Tư Nặc lúc này thì hết sức kinh ngạc, và ông cũng vẫn khó chịu, vì chiếc nhẫn kim cương đó do chính tay ông cho người ném xuống sông. Thế mà cuối cùng ông cũng phải tin rằng không phải do ta ban cho nàng ấy, mà chính là phước báu của riêng nàng đã giúp nàng được hưởng nó. Nghe không? Đấy, thưa đại chúng, đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật trong lịch sử Phật giáo, các con ạ. Hoàn toàn có thật. Đấy. Chúng thấy chiếc nhẫn kim cương cuối cùng lại vẫn trở về với hoàng hậu Mạt Lợi. Cái việc ấy là cái việc không thể tưởng. Nhẫn vứt xuống sông, các con thấy không? Thế rồi mà cá làm sao nó lại nuốt phải? Là cái việc rất là hy hữu. Thế rồi mà cái người đánh cá lại đánh đúng con cá đấy. Mang về chợ bán này, bán đúng cho cái người hầu của hoàng hậu. Các con thấy là bao nhiêu cái nhân duyên rất là đặc biệt. Wow. Và cái người hầu ấy cũng là không tham lam. Mổ ra nếu nó tham nó giấu đi thì cũng không ai biết. Mà lại dâng lên cho hoàng hậu. Và chiếc nhẫn lại trở về với bà ấy. Thế thì khi mà cái nhẫn trở về này thì ông vua Ba Tư Nặc thì tin lời bà ấy rồi. Đúng là đây là phước báu của bà ấy, phước đức của bà ấy. Bà ấy được hưởng nó. Cho nên là không phải là do mình ban cho bà ấy. Không phải ban. Thế thì kinh thưa đại chúng, Thầy dẫn cái câu chuyện này để cho đại chúng mới thấy rằng là gì? Tất cả chúng ta sống ở trên đời này, mỗi người có một cái phước báu riêng khác nhau, nhiều ít khác nhau. Và phước báu ấy như thế nào, chúng ta sẽ được thọ hưởng đúng như thế. Thọ hưởng đúng như vậy. Chúng ta muốn tranh hơn thì chúng ta sẽ bị mất cái phần này. Các con hiểu không? Ví dụ phước của mình nó chỉ ở một cái mức nhất định. Thầy nói ví dụ là nó chỉ làm 50 phân thôi. Thế mà mình leo lên đến 1 mét là mình sẽ bị nạn, bị ngã rất đau. Đấy. Phước báu đấy. Thế và cái phước của mình ấy, thì cũng không ai có thể lấy đi được. Qua cái lời của Mạt Lợi, hoàng hậu trả lời cho vua Ba Tư Nặc, thì các con biết ấy, thứ nhất, cái phước báu phải do chính mình làm, không ai cho phước mình được. Cho nên Đức Phật cũng nói, ta cũng không thể ban phước cho ai
hay là giáng họa cho ai. Đức Phật còn không thể ban phước giáng họa cho bất kỳ một chúng sinh nào, thì cũng không thể có ông thần, ông trời nào ban phước giáng họa cho chúng ta được. Các con rõ chỗ này không? Đức Phật là người mà gọi là tối cao nhất, tối linh nhất trong cái vũ trụ này, là bậc toàn trí, toàn giác, là bậc có thể nói là thần thông phước đức và bậc nhất trên thế gian này. Mà Ngài còn nói rằng Ngài không thể ban phước giáng họa cho ai, mà phước đức phải tự mình tạo ra, tự mình cầu, tự mình tạo ra. Nào, phước của mình do mình tạo, và mình tạo ra, mình được hưởng chính cái phước đó. Không ai ăn cắp được phước báu của ai. Của cái có thể bị ăn cắp, bị đánh mất, nhưng phước báu thì không ai ăn cắp được. Đấy. Và chúng ta thực chất là sinh hoạt, sống trong đúng cái phước báu của mình đấy, các con ạ. Đấy. Phước báu đúng là không ai cho. Không thể tôi cho anh một chút phước của tôi được. Nghe? Hay là xin với thần cho con tí phước, xin Phật cho con tí phước được. Các con biết rồi, nếu chúng ta mà xin được Phật cho phước, thì Phật tiếc gì mà không cho, đúng không? Phật sẽ cho hết chúng ta phước báu, để thế gian này không còn một ai nghèo khổ, không một ai đau khổ cả. Vì Phật nhiều phước lắm, Đức Phật là nhiều phước bậc nhất trên thế gian này, không một ông trời nào bằng phước báu của Phật. Đấy. Trong kinh mô tả, một cái sợi lông chân của Phật thôi thì tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới, vô lượng chúng sinh làm phước cũng không bằng phước đức của một sợi lông chân của Phật. Đúng không thế? Vì Ngài đã vô lượng kiếp Ngài tu hành phước đức rồi, các con ạ. Thế mà Ngài cũng không thể ban cho chúng ta phước được. Cho nên phước mình phải tự cầu, tự mình làm, các con ạ. Tự mình tu dưỡng, rèn luyện, mình mới có phước báu cho mình. Và phước báu ấy là cái luôn luôn đi theo mình, là cái mình để giành được. Không ai ăn trộm, ăn cắp được phước báu của mình. Các con có phước báu như thế nào, các con sẽ được thọ hưởng đúng với cái phước báu của mình như vậy. Như Hoàng hậu Mạt Lợi, do phước báu của Hoàng hậu đã tích lũy từ tiền kiếp, và trong kiếp này Hoàng hậu lại tiếp tục biết làm phước, tuy rằng ở cái giai cấp hạ tiện, nhưng vẫn một lòng cung kính Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Từ bé đã biết thành kính cúng dường Sớt Bát Chư Tăng, lại biết cúng dường, lại có duyên được cúng dường cho Đức Phật nữa, với tất cả một cái tâm trong sáng, tin kính. Cho nên phước báu của bà rất lớn. Phước báu ấy đến nỗi chuyển cả thân phận của bà từ một nô tỳ trở thành một hoàng hậu, rất là kỳ diệu, rất là kỳ diệu. Và cái phước báu ấy khiến bà được thừa hưởng tất cả những cái gia tài của cung vua. Nghe? Đấy. Cái viên kim cương ấy cũng nằm trong phần phước báu của bà, cho nên có vứt đi rồi là cũng trở lại. Nếu bà không có phước báu được hưởng viên kim cương đấy, thì có thể viên kim cương ấy nó sẽ không thể về với bà ấy được. Đấy, các con ạ. Cho nên chúng ta ở đây qua cái câu chuyện này, thì tất cả các con phải giác ngộ ra vấn đề này. Nghe không? Mỗi người chúng ta phải tự tích lũy phước báu cho chính mình. Mà tích lũy phước báu bằng cách gì? Bằng cách làm các việc thiện. Mà muốn làm các việc thiện thì tâm mình phải gieo trồng các hạt giống thiện lành. Các con phải chăm gieo vào trong tâm mình, cái mảnh vườn tâm mình ấy, nhiều hạt giống thiện lành, nhiều hạt giống phước đức. Đó. Thì cái tâm ấy mới khiến các con làm việc thiện, việc phước được. Đó. Đấy. Cho nên ấy, cái mấu chốt là chỗ này.
chúng ta phải tin chắc ở trên đời này, nghe không? Mọi cái chúng ta được thọ hưởng là do chính phước quả của mình, nghe không? Chứ không có cái gì khác. Chúng ta muốn thay đổi số phận của mình thì chính chúng ta phải tích lũy phước báu cho mình, giống như cái gương của Hoàng hậu Mặt Lợi vậy. Các con đừng tự ti là mình gia đình nghèo khổ và giai cấp nghèo khổ gì cả. Mà đấy, như Mặt Lợi mà còn lên được như vậy. Ở cái vấn đề là chỗ các con có tự mình cố gắng mình rèn luyện, mình gieo trồng những hạt giống phước đức hay không vào chính tâm thức của mình. Bản thân Thầy cũng thế, từ hồi nhỏ cũng thế, rất chăm làm phước, bố thí cho những người nghèo khổ, thương yêu họ một cách chân thành, giúp đỡ họ một cách chân thật. Đấy, có lần Sư Phụ đã kể các con mà lúc ấy Thầy chưa đi tu á, ngày 26 Tết được nghỉ ở cơ quan về, lương được lĩnh để ăn Tết nữa. Mà Thầy đi đường, Thầy gặp một bà cụ già gánh một cái gánh rổ giá lồng bàn. Cụ già khoảng độ bảy mấy, gần 80, 26 Tết rồi mà vẫn đi gánh. Trông cụ nghèo, cụ khổ lắm. Thầy thương lắm, Thầy mới dừng xe máy lại hỏi cụ ở đâu. Cụ nói là tôi ở Nam Định, nhưng nhà tôi con cái thì nó cũng nghèo khổ, chẳng ai nuôi cả, tôi phải đi bán này để kiếm tiền để tự nuôi thân. Hôm nay đi chả bán được cái gì, Tết người ta cũng về vãn. Thế Thầy hỏi, thế rồi cụ bán này thì tối cùng ở đâu? Bảo tối tôi vào trong chợ, tôi nằm nhờ mấy cái lều trong chợ. Thế Thầy thương quá, thế Thầy mới bỏ tiền ra, bảo thôi cụ bán hết cho con cái gánh rổ giá lồng bàn này. Thế là cụ mừng lắm. Thế cụ bảo tôi không lấy lãi chú đâu, mấy đâu, tôi để vốn cho chú thôi. Bảo thôi được, con mua hết cho cụ, con biếu cụ nữa để cụ có thêm tiền, cụ gọi là ăn Tết, nghe không? Thế thì Thầy giờ phải nhận hết tất cả cái số lồng bàn rổ giá này. Thầy chằng trước chằng sau đầy hết cả một cái xe, vẫn còn thừa mấy cái Thầy phải đội lên trên đầu, đội lồng bàn. Thế mà cứ thế là Thầy phóng xe từ cái chỗ mà là cái làng Kim Lũ đấy, Thầy phóng. Thế Thầy bảo bây giờ đi đường mang cái này về thì không mang về làm gì cả, ở nhà mình cũng không thiếu lồng bàn rổ giá. Thế Thầy mới mang đến cái chùa Một Cột ở chỗ gần Lăng Bác ấy, Thầy vào để Thầy cúng vào chùa. Thầy cũng hay đi lễ ở chùa đấy. Thế Thầy vào thì gõ cửa sư cụ đấy. Cụ nhìn thấy Thầy cũng tá hỏa, không biết là sao mà trông thấy Thầy hôm nay lại buồn cười thế. Thế Thầy mới kể cụ là hôm nay con mua giúp với cụ già bán hàng để cho cụ đỡ khổ. Thế con mang con cúng vào chùa. Đấy. Thế là cụ hoan hỉ, cụ nhận hết. Tức là hồi từ hồi bé Thầy cũng rất chăm làm việc phước và rất là thích những cái việc giúp đỡ những người khó khăn, nghèo khổ, rất là thương. Và mình giúp người ta một cách chân thành, các con ạ. Không có một cái mong cầu gì cả, chỉ vì thấy thương mà giúp thôi, giúp đỡ. Đấy. Cái này thì Thầy lại được từ gia đình. Ông bà, cha mẹ đều dạy con cái phải biết thương người nghèo, biết làm phước, bố thí cho người ăn mày, ăn xin. Đó. Đó. Thế và các con thấy, Thầy cũng nghĩ rằng chắc mình cũng tích lũy những cái phước báu nho nhỏ như thế. Cho nên khi mà Thầy đi xuất gia tu hành, thì các con thấy việc công trình chùa mình đây, Thầy nghĩ nó cũng phải là từ những cái nhân duyên như thế. Thầy cũng còn không nghĩ là sao mình lại xây được cái chùa như thế này, hoàn toàn không nghĩ. Lắm khi Thầy ngồi nói chuyện với các đệ tử, sư phụ cũng không nghĩ là sư phụ làm được như thế này, cảm thấy nó như là một cái giấc mơ vậy đấy. Cũng giống như Hoàng hậu Mặt Lợi, chắc cũng có lúc nào bà ngồi và không hiểu sao mình lại làm hoàng hậu, không hiểu. Đấy. Thế thì các con biết nha, vậy thì chúng ta nhớ, và sư phụ cũng thế, khi mà xem bài kinh về Hoàng hậu Mặt Lợi, nghe câu chuyện này, thì sư phụ rất tin tưởng cái điều này. Mỗi chúng ta có phước phận khác nhau, các con ạ. Phước phần khác nhau. Phước phần ấy nhiều hay ít là tùy ở chúng ta tích cực, tích lũy phước báu nhiều hay ít, các con ạ.
Và ta tích lũy được nhiều thì ta sẽ được cái phước báu lớn, thọ hưởng lớn. Cái chuyện đấy là sự thật. Có phước mà mình không hưởng phước thì phước ấy sẽ còn. Và phước báu ấy không ai có thể lấy cắp của chúng ta được nếu chân thật là phước báu của mình. Chúng ta phải có niềm tin như bà Mặt Lợi này. Và phải có niềm tin như bà ấy. Đấy. Đấy. Thế thì hôm nay đến với đại chúng, với các con qua câu chuyện của Hoàng hậu Mặt Lợi để Thầy muốn nói các con làm gì? Mỗi mỗi chúng ta phải biết rằng không thể đi xin phước của ai được. Phước báu này không ai cho mình được. Mỗi chúng ta phải tự tích lũy phước báu cho mình, tự mình làm, tự mình gieo những cái việc thiện lành. Vâng. Các con biết bố thí cho người nghèo khổ, vâng. Giúp đỡ mọi người, hy sinh vì mọi người, vâng. Biết sống vì cộng đồng, vì mọi người, làm những việc tốt lành. Các con đừng nghĩ rằng mình thiệt. Như lúc đầu Sư Phụ nói đấy, trong cái pháp giới mênh mông này, cái biển tâm linh ấy các con không ra khỏi nó đâu. Đó. Đừng nghĩ rằng mình làm cái việc thiện này giúp người này hôm nay, mai người ấy phải trả lại cho tôi. Có thể mình giúp người này, người ấy không giúp lại ta, nhưng mà lại có người khác giúp mình. Đấy. Cái sự đáp trả ở trong cái biển tâm linh này nó như vậy đấy. Chứ không phải là cái chuyện cứ giúp ai là người ấy phải giúp lại mình đâu. Đấy. Các con, đấy là một chân lý. Các con phải tin rất là tin chắc cái điều này. Và xung quanh trong cuộc sống chúng ta vô số những câu chuyện minh chứng cho cái chuyện nhân quả như thế này. Đấy. Thế thì các con tin, thứ nhất là phải tự mình nỗ lực làm phước, tích lũy phước báo cho chính mình để chuyển hóa vận mệnh, số mệnh của mình. Đừng bao giờ mình tự ti rằng tôi con nhà nghèo, tôi ở cái gọi là đẳng cấp, giai cấp thấp, bần cố nông, không thể vươn lên được. Đừng bao giờ tự ti như vậy. Nếu các con biết tích lũy phước báo chân thật thì phước báo ấy sẽ một ngày nào đó đầy đủ, nó sẽ chuyển hóa số mệnh của các con, cuộc đời của các con. Đó. Đấy là chân thật đấy các con ạ. Biết bao nhiêu người từ cái chỗ hàn vi rất nghèo khổ, rất là thấp kém, nhưng họ biết tích lũy phước báu, thế rồi họ bật lên, trở thành những cái người rất là có giá trị, rất là có địa vị. Đó. Đấy là chuyện chân thật. Thế thì các con nhé, qua bài này, học gương của Mặt Lợi Phu Nhân và cũng phải có bản lĩnh như vậy, chứ để chúng ta không ỷ lại, phải không? Ta không ỷ lại. Ví dụ ta được sinh vào một gia đình mà cha mẹ là có phước, là quan chức, giàu có. Thế thì cũng phải biết mình ấy cũng là có cái phước được sinh vào đây. Nghe không? Nếu chúng ta không tích lũy phước báu rồi có ngày chúng ta hết phước. Nghe không? Cha mẹ mình cũng không biết tu phước, hết phước. Thế thì mình lại đi xuống. Đó, mình lại đi xuống. Nên thì qua bài này, Sư Phụ rất mong mỏi nhé, tất cả các con hiểu được cái vấn đề này, để ai ai cũng thế, là chăm chỉ tu dưỡng, rèn luyện, làm phước. Và các con nhớ, các cụ nhà ta có câu là gì? Dù cho để của bằng non, chẳng bằng để phúc cháu con được nhờ. Đấy. Để một núi của cho con, cho cháu, không bằng để cái phước báo, phước đức này cho con, cho cháu. Mà để phước báo, phước đức là gì? Không phải là mình để được, mà mình dạy cho con cháu mình biết làm phúc các con ạ. Biết làm phúc. Thì con cháu mình mới gọi là có phúc. Đấy gọi là để phúc cho con cháu. Chứ không phải để của cho con cháu, ăn chơi hưởng lạc hết, đó lại sa đọa. À, còn để phúc tức là dạy con, dạy cháu phải biết làm phúc. Gia đình nhà Thầy thì Thầy dạy từ bé, các cháu bé đều phải biết bố thí, đều phải biết giúp người nghèo khổ, biết cúng dường làm phước từ bé. Ai cũng thế, tiền mừng tuổi cũng biết để dành một phần để làm phúc, cúng dường, bố thí. Ai ai cũng như vậy thì người đấy lớn lên sẽ có phúc báu. Nên thì hôm nay trong cái buổi chia sẻ Phật Pháp, Thầy đến với các con với cái chủ đề phước báu không ai cho,
để chúng ta biết phải tự mình làm và cũng không ai lấy được phước của mình cả. Mình cứ hiên ngang mà sống với phước báu của mình, nghe không? Mình đàng hoàng. Các con có phước báu, Thầy đảm bảo các con đi xin việc cũng dễ. Đấy nhỉ? Đi xin việc cũng dễ. Người ta nhìn thấy mặt mình có phước báu, người ta muốn nhận rồi. Còn mà mình bạc phước, nhìn cái mặt nó thấy chán rồi. Là thôi đó. Đấy là thật đấy, sư phụ nói. Cái đấy là cái thật đấy. Cái phước báu của các con khiến cho trong cái quan hệ với người, người ta yêu mến mình. Các con hiểu không? Người ta nâng đỡ cho mình. Đấy là phước báu. Nếu các con bạc phước, không có phước, nó hiện ra cả tướng người, tướng mặt. Ta nhìn thấy mình, người ta chán rồi. Nghe không? Các con đừng làm cái gì để tổn phước, nghe không? Làm tổn phước là những cái việc các con làm những cái điều xấu, những cái điều mất đạo đức, nghe không? Mất đạo đức là mình mất phước báu. Và bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu là mình mất phước báu. Đó. Các mất phước báu thì rất là khổ, khổ lắm đấy. Này, sư phụ chúc tất cả các con nhé, tinh tấn, vâng, chăm học, chăm rèn luyện, đầy đủ phước báu để cuộc sống được hạnh phúc, an vui. Kính thưa Thầy, vợ chồng con được anh em cho hai mảnh đất để xây nhà và làm ăn. Một mảnh đất là trên nền của ngôi đền cũ, còn mảnh thứ hai là ngay sau ngôi miếu của xóm. Con định xây nhà sau ngôi miếu, còn mảnh đất còn lại thì để mở quán làm ăn. Nhưng do cả hai mảnh đất đều ở trên chỗ đất đền miếu như vậy, nên con cũng sợ, không biết có ảnh hưởng gì tới tâm linh không. Con mong Thầy cho con lời khuyên và con có cần lưu ý hay kiêng kỵ gì không ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy. Đại chúng nghe rõ câu hỏi này chưa? Tức là bạn Như Bách, bạn hỏi về cái việc là bây giờ bạn có hai cái mảnh đất, một mảnh là đất đền, một mảnh đất là ngay sau miếu. Bây giờ thì bạn một mảnh muốn dựng nhà, một mảnh muốn làm quán ăn. Đó, thì bây giờ bạn lo, không biết là làm lên đó có làm sao không? Bạn gửi câu hỏi về cho Thầy. Thì Thầy xin trả lời cho bạn Như Bách và đại chúng như thế này để đại chúng cùng nghe. Chúng ta biết là trong dân gian á, chúng ta từ xưa vẫn nói á, là làm nhà hay là chăn nuôi gì đó ở trên cái đất nền của đất đình chùa miếu mạo nó không tốt, hay là ở ngay sát với đất chùa cũng không tốt, nghe không? Thường các cụ nói thế đó, cho nên người ta ngại mua đất ở những chỗ là đất nền đình đền miếu mạo chùa chiền đó, người ta ngại. Vậy thì cái lo này á, trong dân gian nó có đúng hay không? Và theo Phật giáo mình thì nhận định cái vấn đề này như thế nào? Đây cũng là cái ý mà bạn Như Bách bạn muốn hỏi Thầy. Thì Thầy xin thưa với đại chúng thế này, đối với Phật giáo chúng ta nhìn nhận vấn đề này á, thì chúng ta thấy rằng các cái đất ấy mà để mà ngày xưa các cụ xây chùa, xây đình, xây đền, kể cả là xây miếu, nhất là cái đất xây chùa. Ở đây Thầy nói trước hết về cái đất xây chùa đó. Thì thường nó, các cụ đã chọn cái đất để xây chùa rồi. Thì cái thế đất nó cũng ở cái chỗ đất là nó, người ta cũng gọi là cái đất đó, đất mà nó hội tụ vào, nó có linh khí. Và khi mà một ngôi chùa được cất lên, một ngôi tinh xá cất lên ấy, ở đó có thờ phụng tượng Pháp, rồi có tăng chúng tu tập, thì có quỷ thần chư thiên người ta đến, người ta cũng nghe kinh, người ta cũng hành đạo ở đó, chứ không phải không có. Ví dụ như chùa mình ở đây là có chúng, kể cả chúng chư thiên ta cũng đến ta hành đạo. Không phải là chỉ chư thiên cõi trời đâu, mà chư thiên ở cứ địa này này, người ta đến. Chư thiên có chư thiên trên trời và có chư thiên họ cư ngụ ở ngay mặt đất này, và chư thiên cư địa họ cũng hành đạo, cũng nghe kinh, nghe pháp. À, thế như trong buổi giảng pháp của Thầy hôm nay, có thể có rất nhiều chúng chư thiên họ cũng nghe pháp, chứ không phải không. Cái chuyện đó rất là bình thường, nhưng chúng vô hình phi nhân họ cũng nghe mà. Đó, thế thì họ nghe và họ kính quý giáo pháp, kính quý Tam Bảo. Thế cho nên
do cái tâm kính quý giáo pháp, kính quý Tam Bảo, họ có thể họ khởi cái tâm hộ trì. Mà cái mảnh đất này á, nó trở thành cái mảnh đất linh thiêng. Đây Thầy đang nói về chùa nhé, về chùa triền tự viện tịnh xá, tinh xá trở thành linh thiêng. Thế và sau đó có thể ngôi chùa này một vài trăm năm nó tàn hoại đi, thời gian rồi chiến tranh, thiên tai, bão tố vân vân, ngôi chùa này không còn nữa, nó chỉ là còn mảnh đất thôi và những cái di tích, những cái di vật thôi. À. Nhưng mà chúng chư thiên quỷ thần người ta vẫn kính quý, người ta vẫn nuối tiếc, người ta vẫn ái mộ cái mảnh đất này. Đấy, cũng giống như chúng ta ở một cái ngôi nhà lâu rồi ấy, sau đó chúng ta đi đâu mà ngôi nhà nó bị tàn hoại, ta về ta vẫn còn man mác và nhớ nhung những hoài niệm về nó. Huống hồ đây là một cái mảnh đất mà đã từng là một đạo tràng, từng là một chỗ tu tập, hay từng là chỗ cung kính của mọi người thờ phụng chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền. Thì chư thiên quỷ thần, các vị thần linh họ vẫn ái mộ cái mảnh đất này, họ vẫn tôn trọng mảnh đất này và họ vẫn có thể bảo vệ cái mảnh đất này. Đó. Cũng giống như ở thế gian ấy, những bậc vĩ nhân mà đi đến đâu là ở chỗ đó là trở lên có một cái di tích luôn. Giống như Bác Hồ, phải không? Bác đi đến đâu, Bác phát biểu đâu xong thì ở đó sau này là mọc lên một cái di tích, cái mảnh đất Bác dẫm lên ấy. À, chỗ đó là có thể xây một cái di tích về Bác. Hay Đại tướng Võ Nguyên Giáp chẳng hạn, đến chỗ nào đấy cũng có thể người ta có một cái di tích ở đó. Những người nổi tiếng, những cái bậc mà vĩ nhân, thế đấy là do lòng người chúng ta cung kính. Lòng người cung kính thì chư thiên quỷ thần người ta cũng có cung kính chứ, người ta có khác gì mình đâu. À, bây giờ một chỗ nào mà Bác Hồ đặt chân đến rồi, hoặc chỗ đấy trở thành một cái di tích luôn. À, ví dụ Bác đến Đền Hùng, Bác có cái di tích, Bác sang bên Bắc Giang, Bác có một cái di tích, rất rất nhiều, Bác đặt chân đâu là chỗ đó đều có thể có một cái di tích kỷ niệm Bác đã đặt chân ở đây. Và chỗ ấy chúng ta cung kính, chúng ta phụng thờ, ai xâm phạm là không được. Bây giờ xâm phạm là chính quyền phạt ngay, phải không? Ai mà xâm phạm nó là bị phạt, làm ảnh hưởng đến di tích. Đó. Đó. Thế thì cũng thế, đây Thầy đang nói về mảnh đất đã từng là nền chùa, thì các chúng chư thiên quỷ thần người ta vẫn ái mộ cái mảnh đất này, người ta vẫn bảo vệ mảnh đất này, người ta vẫn cung kính mảnh đất này. Đại chúng hiểu không nào? Và cái thời gian trong chúng chư thiên quỷ thần ấy, nó dài lắm thưa đại chúng. Chúng ta 100 năm, 200 năm ấy, mình cứ tưởng là lâu, nhưng với chư thiên quỷ thần, 100 năm của loài người này đối với họ có khi chỉ là một vài ngày. Đại chúng thấy không? Đấy, một trăm năm của chúng ta chỉ bằng một ngày trên cõi trời, cõi trời tam thập tam thiên thôi, bằng 50 năm của chúng ta bằng một ngày ở cõi trời tứ thiên vương. Còn trong cõi quỷ thần thì có thể là nó ngắn hơn. Thế thì chúng ta cứ nghĩ là mảnh đất này hoang phế mấy chục năm rồi, thôi là ta xây nhà được, lên đây làm chuồng lợn chuồng gà đấy, chăn đủ thứ ở đây, phải không? Làm khách sạn ở trên này, làm chỗ ăn chơi trên này, ta nghĩ là vô tư. Nhưng mà đâu biết rằng quỷ thần họ vẫn thấy mới có mấy ngày thôi. Họ vẫn đang ở đây, họ vẫn kỷ niệm, có khi họ vẫn tự dâng hương hoa vô hình của họ ở đây để họ cúng dường. Thưa đại chúng, như cái thánh tích của Đức Phật ở Ấn Độ bây giờ thế, chư thiên họ vẫn thường xuyên họ xuống thăm viếng. Quỷ thần họ vẫn đến đấy, có những người vẫn hộ vệ. Chúng ta đừng tưởng thường, cho nên đến đấy chúng ta mà khởi tâm ác bất thiện, chúng ta phá phách, chúng ta bị quả báo ngay đấy, họ phạt luôn đấy, không chuyện thương đâu. Đấy, cho nên cái này chúng ta phải hiểu, trong thế giới tâm linh nó có những việc như vậy. Nha. Do chư thiên quỷ thần họ ái mộ, họ kính mộ cái mảnh đất này, cái nơi họ đã từng được nghe Pháp, nơi họ đã từng phụng thờ cung kính Đức Phật, Thánh Tăng, cho nên họ tự họ bảo vệ đại chúng. Ví dụ Thầy nói những cái chùa vàng này, 100 năm sau, 200 năm sau nó trở thành một cái phế tích không còn gì. À, nhưng có thể vẫn có quỷ thần chư thiên đây, người ta vẫn giữ gìn ở đây. Nên chúng ta mà lên đây chúng ta làm cái gì bậy bạ là nhiều khi bị phạt mệt đấy. Đó. Thế đấy. Đấy là Thầy nói về đất chùa, phải không? Thế thì đất chùa, còn đất của đền, của đình, miếu mạo, thì đền, đình, miếu mạo đều có thờ những cái vị quỷ thần. Đình thì thờ thần, miếu thờ những cái vị vong linh,
những cái vị quỷ thần ở đó. Thế thì khi mà cái miếu đó, cái đền đó, cái đình đó có bị phá đi, chỉ còn đất thôi, thì nhiều khi những vị thần chủ ở đó họ cũng chấp trước cái mảnh đất đấy. Đây đã từng là đất thờ tôi, đây đã là mảnh đất của tôi, họ cũng chấp vào đó. Thế cho nên chúng ta mà xây dựng lên, nhiều khi chúng ta cũng bị họ trách phạt. Không phải chuyện đơn giản. Thế cho nên các cụ người ta ngày xưa kiêng cái chuyện làm nhà trên đất đình chùa miếu mạo, nó cũng có lý do. Về mặt tâm linh chúng ta phải hiểu nó là như vậy đấy, chứ không phải chuyện thường. Chỉ khi nào mảnh đất nó quá thật là lâu, bao nhiêu nghìn năm rồi, chúng quỷ thần có thể người ta bỏ đi, người ta không có nương gá đấy nữa, rồi thời gian nó phôi pha, cây cối mọi cái nó đều biến mất hết cái di tích đi rồi, có thể họ sẽ bỏ. Nên mình nói là có thể đó nhé. Vậy nên ở đây ấy, với câu hỏi của bạn Như Bách này hỏi, thì thầy nói là cái việc kiêng đó là tốt, là nên đấy, chứ không phải không đâu. Còn nếu bây giờ mình bất đắc dĩ không còn chỗ nào ở, phải ở trên đó thì sao? Thì nhất thoát chúng ta phải có cái lễ, phải bạch, phải xin. Vì chư thiên quỷ thần người ta cũng chấp đấy là đất của người ta. Cái cõi này gọi là cõi gọi là phàm thánh đồng cư ở, người cũng ở mà chư thiên quỷ thần cũng ở. Đại chúng hiểu không nào? Cũng ở cả, họ cũng bảo đây đất của tôi. Thế mình bảo đất của tôi, thế họ bảo đất của họ. Đấy, tiền chủ, hậu chủ, mình là hậu chủ, họ ấy là chủ từ trước ấy. Nó mệt lắm. Thế cho nên chúng ta phải bạch, phải xin. Và nếu được thì phải có những vị cao tăng đến làm lễ để bạch thỉnh cho mình, thì nó mới có thể yên được. Chứ còn thực sự thầy cũng không dám khuyên ai là cứ lên ở đất chùa đâu, ở đất đền đình đâu. Nếu mà mình mà lại ở đó mà lại bừa bãi, sinh hoạt bừa bãi, uế tạp ở đấy, nhiều khi rất mệt. Đây có những nhà ở ngay gần chùa đấy, sinh hoạt uế tạp là có chuyện ngay. Để cho chuồng lợn chảy phân sang đất chùa, hố xí nhà mình bốc mùi bay sang cửa chùa, mình cũng bị mệt luôn đấy, thưa đại chúng. Không phải là Phật phạt đâu, Phật trả phạt, Phật rất từ bi. Nhưng mà quỷ thần, chư thiên, người ta phạt mình. Đó, thưa đại chúng, nó như vậy đấy. Vì tuy là phàm thánh đồng cư, nhưng mà mỗi mỗi có cái sinh hoạt riêng. Ngay chư Tăng ở chùa chúng ta cũng thế, có cái nét sinh hoạt của chư Tăng riêng, không giống người tại gia. Chư Tăng thì có giới, có luật, phải giống theo cái lối của chư Tăng khác. Cho nên phàm thánh phàm là có riêng khác. Tuy sống cùng mảnh đất này, cùng cái địa cầu này, nhưng mà mỗi mỗi khác nhau. Chúng ta không thể đem cái phàm vào với cái thánh được. Đó, không thể đem đời sống tại gia mà lẫn vào đời sống của người xuất gia được, cái đó không được. Cái đất này cũng thế. Thế cho nên thầy vẫn khuyên các gia đình, nếu mà mua đất mua cát làm nhà làm cửa thì cũng nên tránh cái đất đã từng là nền đất chùa đình miếu mạo, những cái đấy đi, tránh được thì tốt, nghe không? À, và quả thật đấy, cũng vì lý do đó cho nên là dân ta thì thường hay khôi phục lại những cái nền đền chùa cũ, mà vì ở biết là ở nên nó không ổn. Vì đây là câu chuyện nhiều người kể rồi, rất nhiều nhà cứ ở liều ở đại lên đấy, xây nhà lên đấy ở, sau đó nhà lủng củng đủ thứ chuyện, rồi làm chuồng lợn lên trên đấy, có đủ thứ chuyện luôn, nó xảy ra không tốt. Chứ không phải là dân mình tự nhiên mà nghĩ ra cái đấy đâu, nó là được minh chứng sự thật rồi, sự thật. Đó, cho nên thưa đại chúng, cho cái đất có quỷ thần rồi, mình không phải là dễ mà xâm phạm. Đó, cho nên ngay chùa mình đấy, thưa đại chúng, đào miếng đất là các thầy cũng phải bạch đấy, chứ không phải chuyện thường. Thầy nhớ có câu chuyện một cái cô này cũng là Phật tử ở Hạ Long này này. Thế hôm ấy thì ở công ty của cô là phải đào để san một cái mặt bằng. Thế cái máy múc nó mới đào được có mấy gầu thôi, là ngay lập tức trong công ty xảy ra chuyện ngay. Là một anh lái xe là kẹp chết người công nhân ở trong công ty luôn. Đó. Và ngay sau đó một lúc nữa thì là có người công nhân làm điện chập và cháy mất cánh tay luôn, chập điện. Thế rồi ở nhà thì báo lên một đứa cháu rơi từ tầng 2 rơi xuống đất. Liền ba cái nạn ngay một lúc. Cô sợ quá, cô điện cho thầy. Thế thì chùa mình hồi đó là mới còn bạch thỉnh được. Thành ra thì biết là
là cái máy đấy nó đào vào đúng chỗ ở của ba cái con quỷ luôn, trong cái mảnh đất đấy. Cho nên nó làm cho ba cái vụ luôn, thưa đại chúng. Xảy ra ngay trong một ngày luôn. Đấy là câu chuyện thật, Thầy không nói tên cô đó, không nói tên công ty đó. Mà đấy là chuyện thật đấy. Trong một ngày lập tức xảy luôn ra ba chuyện luôn, rất là sợ. Thế cho nên chúng ta phạm vào chỗ ở của quỷ thần không phải chuyện bình thường, chúng ta chớ xem thường. Đào núi, đào non, lấp rừng, lấp biển, hết sức phải cẩn thận, xem thường là chết đấy, không xem thường được. Chặt cây phá cối cũng thế. Đó, thế huống hồ chúng ta là xây cả cái nhà trên cái đất chùa, cái đất đình đền, cái đất mà đã từng có sự thờ cúng của mọi người đó, cung kính ở đó, nó không có tốt nhé. Còn nếu ta bất đắc dĩ phải ở thì phải có cái lễ, mà nên thỉnh được những vị chư tăng có giới đức thanh tịnh đến thì mới có thể hy vọng nó tốt được. Đấy, thưa đại chúng nhé, thì Thầy khuyên cho bạn Như Bách lên như vậy nhé.